Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 27. Trên không trung sơn cốc truyền đến một tràng tiếng hít khí lạnh. Sau đó hoàn toàn sôi sục. Cầu thang Long Môn bị nổ, Hoàng Phủ Nguyên chết rồi. Trời cũng sắp sập rồi. Cô gái áo đỏ đó là ai? Tiến vào tổ địa, xung quanh là một sơn cốc. Sau khi ba người đi ra khỏi sơn cốc, Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn cô gái áo đỏ, cô được sư tỷ của tôi phái đến ư. Cô gái áo đỏ khẽ cười, sư tỷ. Sư tỷ gì chứ, anh nghĩ nhiều rồi. Diệp Bắc Minh cau mày, cô không phải do sư tỷ tôi phái đến, tại sao lại giúp tôi? Cô gái áo đỏ không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà mỉm cười nhìn anh, Diệp Bắc Minh, 23 tuổi. Sinh ra ở nhà họ Diệp ở Long Đô Long Quốc, sau đó bị đưa đến thành phố Giang Nam nhờ người nuôi dưỡng. 5 năm trước, nhà tan cửa nát, bố mẹ nuôi và anh trai chết thảm. Sau 5 năm mất tích, đột nhiên quay trở về. Trong 5 năm anh biến mất đó, theo chúng tôi điều tra, rất có khả năng lớn anh tiến vào Côn Luân Hư. Cụ thể dừng chân ở nơi nào, tạm thời chưa điều tra được. Nghe thấy những lời này, đôi mắt của Diệp Bắc Minh sầm xuống, sát ý ngưng tụ, cô đang điều tra tôi. Cô gái hoàn toàn thờ ơ không quan tâm trước sát ý của Diệp Bắc Minh. Cô ta tiếp tục nói, mẹ ruột của anh tên là Diệp Thanh Lam, xuất thân nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư. Bố ruột của anh không rõ là ai, hiện nay thân phận của anh là Long Soái của Long Quốc giới phàm tục. Chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, chủ nhân của thương hội nhà họ Ngô. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Bắc Minh một cách đầy thâm ý, cảnh giới của anh không chỉ là võ tôn trung kỳ phải không? Ngay cả võ thần mà anh cũng có thể giết. Vừa nãy Hoàng Phủ Nguyên đó, là võ giả tiên thiên sơ kỳ. Anh có thể giết ông ta, cho thấy hai điều. Thứ nhất, anh giả làm heo ăn thịt hổ, thực lực thực sự của anh chắc chắn không chỉ là võ tôn trung kỳ. Thực lực thực sự của anh ít nhất phải là võ thần, anh vẫn luôn che giấu cảnh giới. Thứ hai, thanh kiếm trong tay anh là thần khí phải không? Là do mẹ ruột của anh để lại cho anh phải không? Cô gái áo đỏ nói ra hết một lúc. Nở nụ cười ngạo mạn, anh có y thuật thần thông, biết quỷ môn thập tam châm. Anh có võ đạo nghịch thiên, chỉ 23 tuổi đã vượt xa người cùng tuổi trong tổ địa. Anh còn cầm thần khí trong tay, nắm giữ sự sống chết của người phàm. Sắc mặt Diệp Bắc Minh cực kỳ băng lạnh. Lúc này, ngoại trừ một số chi tiết mà cô gái áo đỏ không biết. Dường như anh bị người khác lột trần, lộ hết dưới ánh sáng ban ngày. Cảm giác này, thật khó chịu. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh như băng, cho cô một cơ hội giải thích, tại sao điều tra tôi. Cô gái áo đỏ bật cười ra tiếng, ha ha, tại sao điều tra anh. Anh gây ra tiếng vang lớn như vậy, thực sự cho rằng người của tổ địa không quản không hỏi đến sao. Trên thực tế, từ lúc anh gây động tĩnh lớn ở giới phàm tục, tài liệu về anh đã xuất hiện trước mặt ít nhất 10 người ở tổ địa. Càng đừng nói sau này anh tiến vào Côn Luân Hư, hóa thân thành sát thần, thực sự cho rằng có thể làm được đến thần không biết quỷ không hay sao. Soạt, sức mạnh cuồng bạo ập đến, Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay. Vẻ mặt cô gái áo đỏ biến sắc, cô ta quay người mau chóng lùi lại, anh. Anh dám ra tay với tôi. Diệp Bắc Minh tiến lên đuổi theo nhanh như điện giật, đôi mắt băng lạnh, nếu cô đã điều tra được nhiều thông tin về tôi như vậy, thì nên biết tính cách của tôi. Bây giờ cô chỉ có hai con đường, thứ nhất, nói cho tôi biết tại sao điều tra tôi. Thứ hai, chết. Cô gái áo đỏ là người của gia tộc Văn Nhân, chưa từng bị người khác đối xử như vậy. Trong đôi mắt của cô ta lóe lên từng hồi ý lạnh, Diệp Bắc Minh, ở bên ngoài, anh có thể hoành hành ngang ngược, không ai có thể động vào anh. Đối diện với gia tộc Văn Nhân, anh còn dám ngông. Cô ta còn chưa nói ra chữ, cuồng, trong chữ, ngông cuồng. Diệp Bắc Minh đã tát lên mặt cô ta một cái. Bốp, cô gái áo đỏ bị tát bay đi, nằm dưới đất lăn lộn. Phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt đau rát, còn chưa kịp nổi giận. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh xông lên như tử thần, giẫm một chân lên lồng ngực của cô gái áo đỏ, cũng câu hỏi đó, tôi không muốn hỏi lần thứ hai. Băng lạnh, buốt xương, khủng bố. Cô gái áo đỏ chỉ có một cảm giác, nếu cô ta còn giữ thái độ cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không sống qua được ngày hôm nay. Tôi nói, cô gái áo đỏ sợ hãi kêu lớn, kẻ may mắn.
Chúng tôi nghi ngờ anh là kẻ may mắn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, kẻ may mắn. Cô gái áo đỏ vội vàng gật đầu, đúng thế, 2 tháng trước. Đế tinh Tử Vi rơi xuống, một đế tinh mới mọc lên. Trong tổ địa có người bói một quẻ, Côn Luân Hư sẽ sinh ra một kẻ may mắn, anh ta sẽ trưởng thành với tốc độ cực kỳ nhanh, trở thành chủ nhân tương lai của Côn Luân Hư. Chủ nhân của Côn Luân Hư. Kẻ may mắn. Diệp Bắc Minh càng lúc càng cau chặt mày. Cuối cùng, anh nói một cách lạnh lùng, tại sao các người nghĩ người đó là tôi? Cô gái áo đỏ lắc đầu, chúng tôi không chắc chắn là anh. Tổng cộng có mấy người được chọn, đều có khả năng là kẻ may mắn. Anh chỉ đứng thứ 3. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú, ồ. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, người đứng thứ nhất là một thanh niên của Điện Kỵ Sĩ Thánh Long, anh ta chỉ mới 19 tuổi, còn trẻ hơn anh. Nhưng anh ta bắt đầu luyện võ từ nhỏ, bây giờ đã đạt đến võ thần hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong. Thậm chí là cảnh giới tiên thiên cũng chưa biết chừng. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, võ thần 19 tuổi. Cô gái áo đỏ gật đầu, đúng thế. Diệp Bắc Minh sờ cằm, sao tôi chưa từng nghe nói đến. Cô gái áo đỏ cạn lời nói, anh tưởng rằng người nào cũng hống hách như anh hả? Rất nhiều võ dĩ đều cực kỳ khiêm tốn, đặc biệt là những thiên kiêu chi tử. Biết rõ đạo lý cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Nhưng cũng không quá để tâm. Võ thần 19 tuổi, dù thế nào cũng tu võ mười mấy năm chứ phải không? Anh bái 99 vị sư phụ. Ngay từ đầu không học võ đạo, mà học các môn như y thuật, kim châm, đan dược. 3 năm sau mới thực sự bắt đầu học võ. Cũng có nghĩa là Diệp Bắc Minh chỉ có 2 năm học võ trên Côn Luân Hư. Xuống núi nửa năm, tính toán đầy đủ, thời gian học võ nhiều lắm mới 2 năm rưỡi. Diệp Bắc Minh hỏi, còn một người nữa thì sao? Cô gái áo đỏ giải thích, còn một người nữa tên là Tần Lập, anh ta là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Tần, vốn là tên bỏ đi bị đuổi ra khỏi gia tộc. Người này vô cùng thần bí, năm anh ta 16 tuổi, đột nhiên giác ngộ. Mới chỉ qua 2 năm. Diệp Bắc Minh trực tiếp cắt ngang lời cô ta, được rồi, không cần giải thích nữa. Quá dài dòng, quá rắc rối, tôi không có thời gian nghe cô giải thích. Trực tiếp lục soát thần hồn đi. Cơ thể của cô gái áo đỏ run lên, cái gì? Lục soát. Bù. Trong đôi mắt Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng hào quang máu đáng sợ. Lập tức chui vào trong đầu của cô gái áo đỏ. Cô ta tên là Văn Nhân Hy Nguyệt. Là chị họ của Văn Nhân Mộc Nguyệt. Trong tích tắc, Diệp Bắc Minh đã biết tất cả mọi việc liên quan đến kẻ may mắn mà Văn Nhân Hy Nguyệt biết. Hoàn toàn giống như cô ta giải thích. Chuyện này, Văn Nhân Hy Nguyệt không lừa anh. Ý thức rút ra khỏi trong não của Văn Nhân Hy Nguyệt. Văn Nhân Hy Nguyệt bò dưới đất, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, anh, rốt cuộc anh là người hay quỷ. Diệp Bắc Minh đang trò chuyện với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, rốt cuộc ai mới là kẻ may mắn? Hừ, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ hừ một tiếng, cậu hỏi như vậy, là đang sỉ nhục tôi. Diệp Bắc Minh hỏi, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi lại, bản tháp ràng buộc với cậu, ngoại trừ cậu ra, còn có ai là kẻ may mắn? Giọng của Long Đế cũng truyền ra, Diệp Bắc Minh, đừng nói một Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cho dù chỉ có một mình tôi giúp cậu, cậu cũng được định sẵn là kẻ may mắn. Côn Luân Hư rộng bao nhiêu chứ? Số mệnh của cậu đã đủ nghịch thiên rồi, yên tâm đi, kẻ may mắn chắc chắn là cậu. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp truyền âm, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tìm tung tích của Nhược Giai cho tôi. Càn Khôn Vô Cực, Vạn Lý Truy Tông. Liền sau đó, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tìm được rồi. Một bóng hình xinh đẹp mờ ảo xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, chính là Chu Nhược Giai. Khoảnh khắc nhìn thấy huyết ảnh Chu Nhược Giai, Diệp Bắc Minh khóa chặt vị trí của cô. Cách đó 3000 dặm. Diệp Bắc Minh cũng không dừng một giây, trực tiếp chạy đến nhà họ Trịnh. Trong một khuê phòng của nhà họ Trịnh, một ông lão đẩy cửa đi vào, tươi cười nhìn Chu Nhược Giai, tôi không còn nhiều kiên nhẫn nữa đâu, khoảng thời gian này, tôi đã điều tra tất cả về cô. Thật không ngờ một cô gái sinh giờ âm ngày âm tháng âm năm âm lại đến từ giới phàm tục. Cô học xong tiểu học Giang Nam, thì học cấp 2 Giang Nam, cấp 3 Giang Nam. Đại học thì học ở trường Đại học Trung Hải Long Quốc của giới phàm tục phải không? Đúng rồi.
Ông lão mỉm cười nói, cô còn có chồng chưa cưới, nghe nói anh ta mất tích 5 năm, quay về thì bản lĩnh kinh thiên. Bây giờ là long soái của Long Quốc, hiện giờ sợ rằng đã tiến vào Côn Luân hư rồi. Đáng tiếc, với tôi mà nói, đại nhân vật của giới phàm tục, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết. Người này chính là một trong lão tổ nhà họ Trịnh. Trịnh Thiên Minh. Nghe thấy lời của Trịnh Thiên Minh, Chu Nhược Giai tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cuộc ông muốn làm gì? Trịnh Thiên Minh nở nụ cười như kiểm soát tất cả, tôi muốn làm gì, chẳng phải đã nói với cô từ lâu rồi sao? Công pháp võ đạo của nhà họ Trịnh rất đặc biệt, cần tìm một cô gái tương ứng cùng luyện tập. Tôi sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, chắc chắn phải tìm một cô gái sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm. Chỉ cần cô đồng ý cùng tu luyện với tôi, sau này cô muốn làm nữ hoàng của giới phàm tục, tôi cũng giúp cô. Chu Nhược Giai cắn răng từ chối, không thể nào. Ha ha! Trịnh Thiên Minh cười nói, tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi. Cô thực sự không biết trân trọng chút nào sao? Cô có biết tôi có một vạn cách xử lý cô không? Cô ngoan ngoãn nghe lời không được sao? Đưa vào đây! Ông ta quát một tiếng. Một đôi vợ chồng trung niên bị ném vào phòng. Phập! Khoảnh khắc Chu Nhược Giai nhìn thấy hai người, vẻ mặt không dám tin, bố, mẹ. Sao hai người lại ở đây? Khuôn mặt Chu Thiên Hạo bị tím bầm gần hết, trên người có rất nhiều vết thương. Trạng thái tinh thần của Lý Hải Hà rất bất ổn, ôm chặt Chu Thiên Hạo, ông xã, đây là nơi nào? Đừng, đừng đánh tôi, hu hu hu, cầu xin các người đừng đánh tôi. Chu Nhược Giai kích động xông lên, bố, mẹ, hai người sao thế này? Chu Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn với ánh mắt đờ đẫn, Nhược Giai. Lý Hải Hà sợ hãi trốn phía sau Chu Thiên Hạo, tránh ra, mau tránh ra. Mau tránh ra, hu hu hu, đừng đánh tôi, đừng đánh chúng tôi nữa. Trạng thái tinh thần của Lý Hải Hà rất tệ. Thậm chí bà ấy sợ đến mức định quỳ xuống dập đầu với Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai hét lên xé gan xé phổi, mẹ, đừng. Ngăn cản Lý Hải Hà. Bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đầy tia máu, ông đã làm gì bố mẹ tôi? Trịnh Thiên Minh uống trà cũng không làm gì. Đám người bình thường giống như con kiến các người, đúng là còn khó xử hơn võ giả nhiều. Bố mẹ của cô quá yếu đuối, hình phạt của nhà họ Trịnh chúng tôi vừa mới bắt đầu thôi. Bố mẹ của cô đã thành ra như vậy, có lẽ mẹ cô sợ đến tinh thần thất thường rồi. Chu Nhược Giai nổi giận, tôi giết ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô bỗng bùng lên. Trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh nước, trực tiếp chĩa vào cổ họng của Trịnh Thiên Minh. Khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm vào họng của Trịnh Thiên Minh. Một luồng sức mạnh vô hình chặn bảo kiếm của Chu Nhược Giai. Không thể tiến thêm một phân. Phập! Sức mạnh bùng phát ra, Chu Nhược Giai bị đánh bay đi. Bảo kiếm trong tay gãy làm đôi. Đôi mắt già nua của Trịnh Thiên Minh vô cùng băng lạnh, cô gái, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Cho cô xem thêm một thứ rất hay. Ông ta vung tay. Một cái đầu người bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Phập. Rơi lên trên bàn. Máu tươi đầm đìa. Khoảnh khắc Chu Nhược Giai nhìn thấy đầu người đó, đôi mắt mở to, bác Chu. Diệp Bắc Minh xuống núi, ngày đầu tiên về đến nhà họ Diệp ở Giang Nam. Vừa hay gặp bác Chu và Chu Nhược Giai cùng quét dọn mộ của bố mẹ anh. Đó là một ông lão thân thiện tốt bụng, vậy mà lại bị giết. Chu Thiên Hạo há hốc miệng, người anh em. A, à, lúc Lý Hải Hà nhìn thấy cái đầu của bác Chu, suýt nữa sợ phát điên. Bà ấy trực tiếp chui xuống gầm bàn, nhắm hai mắt, bịt tai, đừng giết tôi, cầu xin các người đừng giết tôi. Trịnh Thiên Minh cười như trêu đùa nói, nếu con gái của bà không nghe lời, tôi sẽ chém cái đầu của bà xuống. A, à, Lý Hải Hà trực tiếp sợ tè ra quần, mùi khó ngửi truyền ra, hu hu hu, đừng chém đầu của tôi. Cầu xin các người. Chu Nhược Giai nhìn bộ dạng thê thảm của mẹ, kêu thảm một tiếng, mẹ. Giọng của Trịnh Thiên Minh vang lên như ác ma. Bao trùm trên không trung đỉnh đầu Chu Nhược Giai. Thế nào, đồng ý với tôi rồi chứ? Thực ra, tôi là người tốt, thực sự không thích ép phụ nữ. Nếu cô không đồng ý cùng tu luyện với tôi cũng không cần. Ông ta cười dữ tợn, cùng lắm, tôi chém đầu của mẹ cô là được. À. Lý Hải Hà sợ đến run lên như con chim cút,
chui loạn lên dưới gầm bàn, đừng chém đầu của tôi, hu hu. Chu Nhược Giai cúi đầu, được, tôi đồng ý với ông. Trịnh Thiên Minh cười vui vẻ, thật không? Thật. Ha ha ha. Trịnh Thiên Minh hài lòng gật đầu, vậy mới phải chứ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ yêu thương cô. Tuy tôi đã sống hơn ngàn tuổi, nhưng tố chất cơ thể tuyệt đối không phải nói. Hơn nữa còn có nhiều trò hơn thanh niên, cô tu luyện cùng tôi, chỉ có lợi chứ không có hại. Chu Nhược Giai cắn môi đến tái nhợt, ông muốn tôi cùng tu luyện võ kỹ gì? Trịnh Thiên Minh ngẩn người, sau đó cười đầy ý sâu xa, cô đã không đợi được rồi sao? Chu Nhược Giai nói, nếu phải cùng tu luyện, đương nhiên biết càng sớm càng tốt. Trịnh Thiên Minh gật đầu, cô là cô gái thông minh, công pháp này tên là Huyền Âm Huyền Dương Quyết. Chia thành cuốn Huyền Âm và cuốn Huyền Dương, cô lại đây đi. Tôi trực tiếp đưa cuốn Huyền Âm cho cô tu luyện là được. Chu Nhược Giai gật đầu như cái xác biết đi, được. Dường như đã chấp nhận số phận. Đờ đẫn đi về phía Trịnh Thiên Minh. Khuôn mặt già của Trịnh Thiên Minh nở nụ cười. Khi Chu Nhược Giai đến gần cách Trịnh Thiên Minh chỉ còn 2 mét, bỗng nhiên cô quát một tiếng, lão xúc sinh, chết đi cho tôi. Soạt, lập tức ra tay. Trong lòng bàn tay có thêm một thanh bảo kiếm phụ ma cấp 6, tất cả nội lực trong cơ thể bùng ra, chém về phía đầu của Trịnh Thiên Minh. Đôi mắt già nua của Trịnh Thiên Minh bình tĩnh, sớm đã dự liệu được mọi việc. Ông ta cười lạnh lùng, cô đúng là quá ngu xuẩn, lúc cô đồng ý với tôi, tại sao không che giấu sát khí chứ? Tôi sớm đã biết cô muốn đánh lén, nhưng không ngờ cô lại dám đánh lén thật. Ông ta giống như thượng đế, khóe miệng nhếch cười lạnh lùng. Mọi việc nằm hết trong tầm kiểm soát. Liền sau đó, Trịnh Thiên Minh ra tay. Choang một tiếng giòn giã. Ông ta tiện tay tóm lấy bảo kiếm phụ ma cấp 6, loại rác rưởi mà cũng muốn giết tôi. Cô coi võ giả tiên thiên là cái gì? Chân nguyên vụt ra như biển thét, đập lên người Chu Nhược Giai. Phụt! Chu Nhược Giai phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân cũng sắp gãy hết. Đột nhiên, Chu Thiên Hạo bùng lên, vác một chiếc ghế đập về phía Trịnh Thiên Minh, Nhược Giai, chạy đi. Bố chặn ông ta, con chạy đi. Đôi mắt của Trịnh Thiên Minh lạnh lùng, ha ha, ngu xuẩn như con kiến, một chiếc ghế cũng có thể coi thành vũ khí. Tiện tay vung lên. Phập. Chiếc ghế trong tay Chu Thiên Hạo hóa thành bột vụn khắp trời. Phụt. Cùng lúc đó, vị trí trên cổ Chu Thiên Hạo xuất hiện một đường máu. Cái đầu lìa khỏi cơ thể bay cao lên. Chu Nhược Giai mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm cái đầu của bố cô. Thịch. Đầu của Chu Thiên Hạo rơi xuống đất. Trái tim của Chu Nhược Giai run lên dữ dội, gần như ngừng đập. Phát ra tiếng thét xé nát tâm can, bố. A, a, bố ơi. Trong phút chốc, mái tóc đen nhánh hóa thành trắng tuyết. Lý Hải Hà sợ đến ngốc nghếch, mềm nhũn dưới đất, vừa khóc vừa cười, ha ha ha, hu hu hu. Ông xã, đầu của ông, sao đầu của ông cũng rất rồi. Ha ha ha, ông giống đầu của bác Chu, đầu của hai người đều rụng rồi. Hu hu hu, ha ha ha. Trịnh Thiên Minh vẫn ngồi ở đó, kha kha nói, kha kha kha, nhìn đi, bố của cô chết vì cô. Nếu cô còn không nghe lời tôi, phản kháng tôi, tiếp theo tôi sẽ chém đầu của mẹ cô. Chu Nhược Giai phun ra một ngụm máu, Trịnh Thiên Minh, ông sẽ không được chết tử tế đâu. Trịnh Thiên Minh lắc đầu thở dài, ây, làm sao tôi không được chết tử tế chứ? Tôi đã sống hơn 1.500 tuổi rồi, phúc tinh chiếu mạng đó. Ông, Chu Nhược Giai tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Nhược Giai, bỗng nhiên, trong không khí vang lên một tiếng gào thét. Ầm ầm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tấn công xuyên trần nhà của căn phòng. Trịnh Thiên Minh kinh ngạc nói, mày là ai? Sao mày vào được đây? Diệp Bắc Minh nhìn Chu Nhược Giai trong mái tóc bạc trắng, đầm đìa nước mắt, anh vô cùng đau lòng. Anh trực tiếp xông lên, ôm lấy Chu Nhược Giai vào lòng, Nhược Giai, anh đến muộn rồi. Chu Nhược Giai gào khóc lớn, hu hu hu, anh Bắc Minh. Bố em chết rồi, bác Chu cũng chết rồi. Hu hu hu, họ đều chết rồi. Diệp Bắc Minh nhìn cái đầu của Chu Thiên Hạo và bác Chu, trong mắt đầy máu, vãi. Ông thật đáng chết. Gru. Một tiếng rồng gầm. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng phát sát khí khủng bố, một con huyết rồng trực tiếp xông ra. Trịnh Thiên Minh kinh ngạc, mày là ai?
Diệp Bắc Minh gầm lên, tôi là bố của ông. Anh giơ tay chém một kiếm về phía Trịnh Thiên Minh. Kiếm đoạn long hoàn chỉnh đập xuống, Trịnh Thiên Minh vốn không đỡ nổi. Chân tay ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu. Đan điền vỡ vụn, kinh mạch toàn thân bị đánh đứt hết. Trịnh Thiên Minh điên cuồng kêu thảm, a, đồ súc sinh, mày là ai? Mày dám làm vậy với tao? Tao là lão tổ thứ bảy của nhà họ Trịnh, mày chết chắc rồi. Nhà họ Trịnh nhất định phải diệt cửu tộc của mày. Liền sau đó, mấy chục người đẩy cửa xông vào, chấn hãi nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Tiếng động trong phòng quá lớn, mọi người đều bị thu hút đến. Lão gia, bố, ông nội, sao lại thế này? Đám người nhà họ Trịnh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trịnh Thiên Minh, tất cả đều kinh hãi. Diệp Bắc Minh lướt nhìn đám người này một cái. Lão gia, chẳng phải ông rất thích hành hạ người khác sao? Chẳng phải ông thích chém đầu người khác sao? Anh giơ cao kiếm đoạn long. Kiếm khí đàn áp xuống. Phập, mấy chục người bị sức mạnh của kiếm đoạn long đập thành tàn phế. Tất cả bị thương nặng, thê thảm nằm kêu la dưới đất. Diệp Bắc Minh tóm lấy Trịnh Thiên Minh, bước ra một bước, đến trước một người đàn ông trung niên, tôi nghe thấy vừa nãy ông ta gọi ông là bố. Đây là con trai ông. Trịnh Thiên Minh kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa, làm gì? Anh giơ chân, dậm mạnh xuống đất. Cái đầu của người đàn ông trung niên nát bét như quả dưa hấu. Máu tươi văng lên mặt của Trịnh Thiên Minh. Mày! Trịnh Thiên Minh tức đến sắp thổ huyết, súc sinh, mày dừng tay! Dừng tay! Diệp Bắc Minh đến trước một người phụ nữ khác, vừa nãy hình như tôi cũng nghe thấy bà ta gọi ông là bố. Người phụ nữ hoảng sợ nói, bố ơi, cứu con. Trịnh Thiên Minh sợ rồi, tiểu huynh đệ, tất cả đều dễ thương lượng. Tôi thương lượng cái đầu ông. Diệp Bắc Minh tức giận quát một tiếng, một chân giẫm nát cái đầu của người phụ nữ đó. Liền sau đó, anh đến trước một thanh niên, đây là cháu nội của ông phải không? Khuôn mặt già của Trịnh Thiên Minh trắng bệch, giọng điệu như cầu xin, đại nhân, cầu xin cậu đấy. Đừng giết nữa. Tôi biết sai rồi, cậu muốn tôi làm gì cũng được, đừng giết con cháu của tôi nữa. Ông ta sợ thật rồi. Thủ đoạn máu lạnh của Diệp Bắc Minh khiến lão quái vật như ông ta sợ đến tê dại ra đầu. Một chân giẫm xuống. Phụt. Cái đầu nở hoa. Trịnh Thiên Minh phun ra một ngụm máu tươi, mày. Diệp Bắc Minh cười âm lạnh, đừng vội, còn mấy chục người nữa đấy. Tổn thương mà ông gây ra với Nhược Giai, tôi trả lại ông gấp trăm lần. Phụt, phụt, phụt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, là giẫm nát đầu một người. Mấy chục người thân thích của Trịnh Thiên Minh đều bị giẫm chết. Trịnh Thiên Minh tức đến toàn thân run lên, không. A, à, súc sinh, mẹ kiếp, mày đúng là đáng chết. Đó đều là huyết mạch của tao, mày giết bọn họ, tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày. Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời cười lớn, ha ha ha, làm ma. Ông nghĩ nhiều thật đấy. Ông cho rằng ông còn có thể làm ma sao? Anh quát một tiếng, huyết mạch chú sát. Bù! Cả người Trịnh Thiên Minh bùng cháy, ông ta kinh hãi nhìn hình ảnh hiện lên trong ngọn lửa. Tất cả những người có quan hệ huyết thống với ông ta, đều bị bốc cháy một cách kỳ lạ. Lúc này, trong một mật thất của nhà họ Trịnh, sáu ông lão đang ngồi khoanh chân, đột nhiên run lên dữ dội. Lửa, lão Tam, sao đột nhiên người ông bốc cháy kìa? Có chuyện gì vậy? A, à, người tôi cũng bốc cháy rồi. Không, đừng. Sáu ông lão trong mật thất lập tức hóa thành ngọn lửa. Trịnh Thiên Minh điên cuồng gào thét, mày là ma quỷ, mày mới là ma quỷ. Giọng nói đột ngột dừng lại, hóa thành một đống cho tàn. Diệp Bắc Minh về đến trước Chu Nhược Giai, Chu Nhược Giai đang run rẩy, bố ơi, hu hu hu. Bố của em chết rồi, hu hu hu, anh Bắc Minh. Phụt. Chu Nhược Giai nôn ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm ngất đi. Nhược Giai, vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, lấy ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể của cô. Liền sau đó, sắc mặt của Diệp Bắc Minh vô cùng khó coi, tâm mạch đứt hết, lục phủ ngũ tạng suy kiệt. Sư phụ từng nói, đó là tình trạng bệnh duy nhất mà quỷ môn thập tam châm không cứu được. Năm tướng suy của người trời, đây là năm tướng suy của người trời. Năm tướng suy của người trời, lục phủ ngũ tạng đều suy kiệt,
thần tiên khó cứu. Diệp Bắc Minh nhớ rằng sư phụ đã từng dạy, Bắc Nhi, quỷ môn thập tam châm có thể chữa được các bệnh nan y khó chữa trong thiên hạ, duy chỉ có năm tướng suy của người trời thì không thể chữa được. Mặc cho cắm quỷ môn thập tam châm vào người, vẫn không thể cứu được cô. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng, Nhược Giai, em không được chết. Em nhất định không được chết, bất luận dùng cách gì, anh nhất định phải cứu em. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, quỷ môn thập tam châm không thể cứu được, bản tháp có cách cứu cô ấy. Và cả bố của vợ chưa cưới của cậu, bản tháp cũng có thể cứu được. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, ông nói cái gì? Ông có thể cứu được Nhược Giai. Ông cũng có thể cứu được chú Chu. Quỷ môn thập tam châm là thuật kim châm đệ nhất thiên hạ. Chu Thiên Hạo bị chém mất đầu, chết không thể chết thêm. Vậy mà Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có thể cứu được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kiêu ngạo, bản tháp mà đùa với cậu chuyện như này sao? Nhưng, cần cậu trả một cái giá nhất định. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, cái giá thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp nói, y thuật có thể cứu được cô gái này là do một vị thần chủ tuyệt thế sáng tạo ra. Ông ta là một đời chủ nhân của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có y thuật nghịch thiên. Dựa theo nguyên tắc của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, sau khi cậu mở được tầng 20, có lẽ sẽ ngẫu nhiên có được y thuật của vị đại năng này. Nhưng, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục dừng một chút, bởi vì cậu muốn có được trước. Cho nên, tiếp theo khi cậu mở tầng thứ 11, thứ 12 của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, sẽ không có được phần thưởng nào. Cái giá của hai tầng đổi lấy y thuật của thần chủ tuyệt thế, cậu đồng ý không? Diệp Bắc Minh không hề do dự trả lời, tôi đồng ý. Được. Giọng uy nghiêm của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Liền sau đó, không gian của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện một bóng người. Một cảm giác uy nghiêm ập đến. Người này đi ra từ trong một vùng hỗn độn mặt sau của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, giống như một con cự long đi ra từ trong vực sâu. Ông chính là một đời chủ nhân của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh bất ngờ, thần chủ tuyệt thế. Thần chủ tuyệt thế gật đầu, là tôi, nếu Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã nhận cậu là chủ nhân, thì thiên phú của cậu chắc chắn bất phàm. Bây giờ tôi sẽ truyền thụ y thuật cả đời cho cậu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì phải xem bản thân cậu. Bù! Trong tích tắc, Diệp Bắc Minh cảm giác trong đầu của mình có thêm rất nhiều kiến thức y thuật. À! Anh hét lớn một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy tia máu. Liền sau đó, vẻ mặt chấn hãi. Bởi vì anh nhìn thấy rất nhiều kiến thức y thuật chưa từng có từ trong y thuật của thần chủ tuyệt thế. Năm tướng suy của người trời. Đan tham thiên tạo hóa, có thể khôi phục lại lục phủ ngũ tạng. La đà hoa, tuyết kiến thảo, quả la bằng. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghi hoặc, thần chủ tuyệt thế, những dược liệu cần thiết luyện đan tham thiên tạo hóa không có yêu cầu về năm tuổi sao? Những dược liệu này không phải thứ hiếm có. Thần chủ tuyệt thế hừ lạnh một tiếng, chỉ có người làm nghề y rác rưởi nhất mới có yêu cầu về giới hạn 5 tuổi của dược liệu. Vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc. Cho dù dùng mấy loại cỏ dại, bản thần chủ cũng có thể luyện chế ra đan dược cứu người. Dùng dược liệu đơn giản nhất, luyện chế đan dược lợi hại nhất, mới là trình độ cao nhất của người hành nghề y. Dùng dược liệu hàng đầu luyện chế đan dược hàng đầu, thì có gì khác với đầu bếp nấu ăn? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lý luận của thần chủ tuyệt thế gần giống với lý luận của người sáng tạo thuật rèn đúc. Được rồi, cậu nhóc, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Giọng của thần chủ tuyệt thế vang lên, cậu có đồng ý bái tôi làm sư phụ không? Diệp Bắc Minh trả lời, tiền bối, trước đó, tôi đã có 99 vị sư phụ rồi. Tiền bối không để bụng chứ? Thần chủ tuyệt thế mỉm cười, không sao, vậy tôi sẽ trở thành sư phụ thứ 100 của cậu. Được. Diệp Bắc Minh không nhiều lời, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, tốt. Thần chủ tuyệt thế cười lớn, đồ nhi, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó, vi sư nói không chừng còn phải nhờ đồ nhi. Bóng hình mơ hồ biến mất. Giọng đố kỵ của Long Đế vang lên, vãi, vãi thật. Diệp Bắc Minh, cậu thật quá đáng, Long Đế tôi kém ở chỗ nào. Tôi bảo cậu bái tôi làm thầy. Cậu sống chết không đồng ý. Thần chủ tuyệt thế quần què gì đó bảo cậu bái sư cậu bái liền luôn hả? Long Đế tức chết mất. Diệp Bắc Minh bình thản đáp, người ta mạnh hơn ông nhiều, hơn nữa trình độ y thuật rất kinh người.
Long đế tức đến nghiến răng nghiến lợi cãi lại, long đế quyết của tôi cũng đâu kém gì. Diệp Bắc Minh không nói nhảm với long đế nữa. Cứu người quan trọng hơn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con, từ từ đã. Sao thế? Cậu không muốn cứu bố cô gái này à? Cứu kiểu gì? Diệp Bắc Minh nhìn vào thi thể của Chu Thiên Hạo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, trước tiên cậu mang thi thể của chú ấy về đã rồi tôi sẽ nói cho cậu sau. Cứu vợ chưa cưới của cậu trước đi. Được. Diệp Bắc Minh nhảy thẳng vào quầy thuốc của nhà họ Trịnh. Rồi anh lục lọi tìm kiếm trong đó. Chẳng mấy chốc đã tìm đủ dược liệu bào chế. Xong việc, anh tiến vào lĩnh vực thời gian ở tầng thứ 10 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Rồi anh bắt đầu luyện đan. 15 phút trước. Đất tổ, Long Đường. Một tòa cung điện sừng sững nguy nga mang nét xưa cổ, hơn 1.000 ông lão đang ngồi trong đại sảnh Long Đường. Chiếc ghế cao nhất vẫn đang trống chỗ. Đại trưởng lão của Long Đường trầm giọng nói, đường chủ đã bế quan trăm năm, đến nay vẫn chưa xuất quan. Lúc này, tất cả mọi chuyện trong Long Đường đều do các trưởng lão quản lý như cũ. Vâng. Mọi người đồng thanh trả lời. Sắc mặt đại trưởng lão Long Đường nghiêm nghị, tôi nhận được tin tức mới nhất, 2 giờ trước, một tên có danh xưng là sát thần Diệp Bắc Minh, tuổi còn trẻ mà đã đánh nát thang Long Môn. Trưởng lão Hoàng Phủ Nguyên hy sinh vì nhiệm vụ, ông đã bị tên sát thần Diệp Bắc Minh kia hạ sát. Dứt lời, người trong đại điện rộ lên. Cái gì? Thang Long Môn bị đánh nát rồi sao? Trưởng lão Hoàng Phủ Nguyên chết trận ư? Điều này sao có thể chứ? Mọi người không thể tin nổi, hít một hơi thật sâu. Đó chính là Thang Long Môn đấy. Cho dù chính bọn họ cũng không thể đánh nát Thang Long Môn được. Một ông lão khác hỏi, tên Diệp Bắc Minh làm cách nào thế? Đúng vậy, đại trưởng lão, thông tin này có sai sót gì không? Chúng tôi cũng hiểu sơ sơ về tên sát thần Diệp Bắc Minh kia, cậu ta còn trẻ, ở thế giới bên ngoài thăng tiến khá nhanh nhưng cậu ta không thể nào đánh nát Thang Long Môn được. Chắc chắn là có gì đó rồi. Có rất nhiều trưởng lão lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đại trưởng lão bèn gật đầu đáp, đúng thế, một mình Diệp Bắc Minh thì quả thật không thể phá hỏng Thang Long Môn. Nhưng thanh kiếm trong tay cậu ta không phải vật tầm thường. Đại trưởng lão ấn cơ quan tiếp theo. Trong đại sảnh tối tăm, ở giữa xuất hiện một hình chiếu 3D. Một thanh kiếm xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Cả người nó tối đen. Một con rồng thần đang bọc lấy thân kiếm. Trông nó vô cùng sống động. Tuy nó chỉ là một hình ảnh 3D nhưng ngay khi nhìn thấy thanh kiếm kia thì đã có một luồng áp lực khủng khiếp đầy mạnh mẽ ập tới chỗ bọn họ. Mọi người bị đè ép đến nghẹt thở. Đây là gì? Đồng tử bọn họ co rút. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói, đó là thanh kiếm Diệp Bắc Minh sử dụng, nó được phục dựng lại dựa trên hình dung của người từ thấy nó. Thanh kiếm này có tên là Đoạn Long và Diệp Bắc Minh là chủ sở hữu của nó. Một kiếm chém nát Thang Long Môn. Và trưởng lão Hoàng Phủ Nguyên cũng chết dưới thanh kiếm đó. Thực lực của cậu ta chắc ở khoảng cảnh giới võ tôn gì đó. Bản thân thực lực của cậu ta không mạnh, tất cả đều dựa vào thanh kiếm này cả. Đại trưởng lão thốt ra câu cuối cùng, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là một thanh thần khí. Cả đại sảnh yên tĩnh. Rầm. Ngay sau đó, vô số người hừng hực nhìn chằm chằm kiếm Đoạn Long ư. Thần khí. Bọn họ thở hổn hển, hô hấp trở nên dồn dập. Trong ánh mắt chúng tràn ngập lòng tham. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng đó, á. Làm sao đó? Cả lũ hết hồn, không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn. Trong mắt chúng hiện lên hình bóng một ông lão. Cơ thể lão già đó bốc cháy hừng hực, chẳng mấy chốc đã biến thành một người lửa. Trịnh trưởng lão, ông bị sao thế? Đại trưởng lão quát lên, mau dập lửa. Trước khi chết, trịnh trưởng lão kêu thảm rằng, nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh đã xảy ra chuyện rồi. Huyết mạch chú sát. Nó có thể khiến tất cả những người có cùng huyết thống nhìn thấy cảnh tượng những người thân trong tộc khi chết. Từ đó nguyền rủa người khác. Nhà họ Trịnh hả? Mọi người nhìn nhau chết lặng. Đại trưởng lão quát, mau phái người đến nhà họ Trịnh xem thử. Tầng 10 tháp Càn Khôn Chấn Ngục, trong lĩnh vực thời gian. Diệp Bắc Minh cầm một viên đan dược trong tay hỏi, đây là tiên thiên tạo hóa đan hả? Tiên thiên tạo hóa đan hiện ra 5 màu. Đại diện cho lục phủ ngũ tạng. Không có lấy một đường đan văn nào luôn hả?
đến cả phẩm chất cũng không rõ luôn. Cũng không có đàn y. Diệp Bắc Minh hơi do dự. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tên nhóc kia, cấp bậc hay phẩm chất của đan dược là do con người quyết định. Đan dược có phẩm cấp cao nhất thường sẽ vượt qua lẽ thường. Những thứ như đan văn, đan y đều là hư ảo, cái quan trọng nhất của đan dược là dược hiệu. Đừng xoắn suýt nữa, cứu người trước rồi nói sau. Diệp Bắc Minh gật đầu nói, đúng thế. Anh mở to mắt rồi rời khỏi Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chu Nhược Giai còn đang hôn mê. Anh đút tiên thiên tạo hóa đan vào miệng cô. Dược hiệu thuần khiết lan ra khắp cơ thể Chu Nhược Giai. Mái tóc dài trắng như tuyết của cô nháy mắt đã đen trở lại. Lục phủ ngũ tạng vốn đã suy kiệt giờ đã được một luồng lực lượng thần bí chữa trị. Oa, hu hu hu. Chu Nhược Giai mở mắt thì thấy Diệp Bắc Minh, cô bật khóc thành tiếng, anh Bắc Minh, bố em chết rồi. Diệp Bắc Minh ôm Chu Nhược Giai, an ủi cô, yên tâm đi, anh có cách cứu chú Chu. Chu Nhược Giai sững sờ, bố em, đầu bố em bị chém văng rồi mà vẫn cứu được ư. Diệp Bắc Minh giải thích, những ma thú ngoài cấp 9 có một thứ gọi là máu sinh mệnh. Chỉ cần thi thể người chết không thối rữa thì vẫn còn có cơ hội sống lại. Anh đã giữ gìn thi thể chú Chu rất tốt rồi, chỉ cần thực lực của Diệp Bắc Minh anh đủ mạnh thì chắc chắn sẽ giết được một con ma thú cấp 9. Đạt được máu sinh mệnh, cứu sống chú Chu. Đây là thứ anh vừa mới học được từ chỗ thần chủ tuyệt thế gì đó. Chu Nhược Giai vô cùng vui vẻ, anh Bắc Minh, anh không lừa em chứ? Diệp Bắc Minh véo mũi cô bé ngốc, anh lừa em khi nào chứ? Thật tốt quá! Chu Nhược Giai kích động run cả người, nhào vào lòng ngực Diệp Bắc Minh. Hai người ôm ấp nhau một lát rồi đi tìm Lý Hải Hà. Tinh thần Lý Hải Hà không tốt lắm, Diệp Bắc Minh dùng quỷ môn thập tam châm ổn định cho bà ấy. Nhược Giai, bây giờ em có dự định gì không? Chu Nhược Giai lo lắng nhìn Lý Hải Hà đáp, trước tiên đưa mẹ em về thế giới phàm trần rồi nói tiếp. Bà ấy sợ hãi lắm rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu nói, được, anh đưa cả hai về trước. Bọn họ vừa mới rời khỏi nhà họ Trịnh chưa được bao lâu thì có mấy lão già của Long Đường tới nhà họ Trịnh. Ôi, trời ơi, nhà họ Trịnh bị giết cả rồi. Ai lại máu lạnh tàn nhẫn như thế chứ? Xác chết la liệt đầy đất. Cả nhà họ Trịnh không còn ai sống sót. Diệp Bắc Minh dẫn Chu Nhược Giai trở về thương hội nhà họ Ngô ở thành Côn Luân. Nhờ Lăng Thi Âm đưa hai mẹ con họ trở về thế giới phàm trần. Còn mình thì chuẩn bị trở về đất tổ Côn Luân hư. Đến khi anh đi ra thì nơi đây đã không còn ai cả. Khi anh trở về, con đường bên trong sơn cốc dẫn vào đất tổ đã chật kín người qua kẻ lại. Có vẻ như trong lúc anh đưa Chu Nhược Giai đến thành Côn Luân, lối vào đất tổ đã bị ai đó chặn lại. Thang Long Môn bị hư hỏng dẫn tới sóng to gió lớn. Kết giới của đất tổ bị hư hại. Người tu võ ở thế giới bên ngoài đều có thể tiến vào đất tổ mà không gặp chút trở ngại nào. Người tu võ của Long Đường và các thế lực khác đành ngăn ở lối vào sơn cốc. Nếu có một lượng lớn người tu võ tiến vào đất tổ, tranh giành tài nguyên tu luyện của bọn họ thì chẳng hay ho gì. Nếu thế thì sau này đất tổ sẽ tẻ ngắt chẳng còn lại gì. Một ông lão quát to, ai dám tiến lên bước nữa thì giết không tha. Ở đây có nhiều người tu võ lắm. Mọi người như phát điên vậy. Đây là cơ hội ngàn năm có một giúp họ tiến vào đất tổ. Bất kỳ ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội đó. Mọi người đừng tin. Cầu Long Môn đã bị Diệp Bắc Minh phá hủy rồi, chúng ta có thể đi vào. Đúng thế. Cứ tiến vào đất tổ trước rồi nói sau. Một vài người tu võ to gan la to. Bọn họ nhao nhao lao tới chỗ đất tổ. Chán sống. Một vài ông lão đứng canh ở lối vào sơn cốc nổi giận. Ra tay đánh chết những kẻ bạo động. Phụt, mấy chục người ầm ầm ngã xuống. Bọn họ thiết huyết vô tình, máu lạnh tàn bạo. Tất cả mọi người đều bị dọa sững người. Không ai dám tiến lên nữa. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Nơi đây vẫn là con đường tiến vào đất tổ nhất định phải đi qua, anh phải vào đó tìm các vị sư tỷ, và có lẽ các sư phụ cũng ở trong đất tổ. Anh tách đám đông ra rồi đi tới phía trước. Ngay khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, ai nấy cũng đều hoảng hốt. Không ai ngờ rằng sát thần lại xuất hiện lần nữa. Sát thần! Sao cậu ta lại tới đây nữa chứ? Đám người tu võ ở đây rất bất ngờ. Một ông lão nhíu mày, cậu chính là sát thần hả? Ông ta là trưởng lão của Long Đường.
Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, đất tổ không phải địa bàn của riêng thế lực các người, nó thuộc về tất cả những người tu võ ở Côn Luân Hư. Các người chặn đường không cho ai tiến vào đất tổ liệu có phải hơi quá đáng không? Ông lão kia nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm nói, người trẻ tuổi à, cậu giết trưởng lão Long Đường bọn tôi, rồi đánh nát cả Thang Long Môn rồi. Long Đường bọn tôi còn chưa tìm cậu tính chuyện mà giờ cậu còn dám xuất hiện ở đây hả? Cậu mau thức thời mà giao nộp thanh kiếm trong tay kia ra đi, rồi theo tôi về nhận tội, biết đâu còn có một con đường sống đấy. Diệp Bắc Minh mặc kệ ông ta. Anh bước rất nhanh hướng thẳng tới lối vào đất tổ. Cậu dám? Ông lão kia hét lớn. Diệp Bắc Minh lơ luôn. Anh tiếp tục bước tới trước. Giọng nói của ông lão kia âm u, danh con, nếu cậu còn dám đi thêm bước nữa thì lão phu sẽ giết chết cậu. Diệp Bắc Minh bỏ mặc lời uy hiếp của ông lão kia mà tiếp tục vững bước. Mãi đến khi bóng người anh biến mất. Ông lão nổi giận bừng bừng, danh con, coi như cậu giỏi. Mọi người thấy không, là do cậu ta chạy nhanh quá nếu không lão phu đã giết cậu ta rồi. Trong sơn cốc tĩnh lặng, tất cả người tu võ há hốc mồm, mặt đầy sự ngỡ ngàng, vãi nồi, ông già kia thật không biết ngượng mồm. Sợ chết thì nói sợ chết đi, còn làm bộ làm tịch như thế nữa. Nói giỡn gì thế? Mất mặt là Long Đường mất mặt. Tính mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Lỡ như mình bị một kiếm của người ta giết chết thì sao? Ông ta cũng đâu muốn đắc tội sát thần. Ngay sau đó, sắc mặt ông lão kia trầm xuống, cầm một lá bùa, đốt nó truyền tin về. Sau khi tiến vào đất tổ, anh nhờ tháp Càn Khôn Trần Ngục lần theo khí tức của các sư tỷ trước. Một lát sau, tháp Càn Khôn Trấn Ngục buồn bực nói, nhóc à, mấy sư tỷ của cậu không tầm thường đâu. Hả? Diệp Bắc Minh nhướng mày hỏi, sao thế? Giọng điệu tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghiêm túc, khi tôi mới gặp cậu, lúc đó vừa mới thức tỉnh nên tôi cực kỳ yếu ớt. Không thể nào nhìn thấu cảnh giới của các sư tỷ của cậu, nên tìm không ra nơi bọn họ mất tích âu cũng là chuyện thường tình. Mà giờ, nhờ thực lực của cậu tăng tiến, tình hình của tôi cũng tốt hơn nhiều. Thế mà, đến giờ vẫn còn không tìm thấy khí tức của các sư tỷ của cậu, quả thật rất kỳ lạ. Diệp Bắc Minh khó hiểu hỏi, có gì kỳ lạ chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, nguyên nhân thứ nhất là do các sư tỷ của cậu có mang theo thứ gì đó để giấu khí tức. Hơn nữa, đây không phải hàng tầm thường đâu. Nguyên nhân thứ hai là các sư tỷ của cậu biết sự tồn tại của tôi nên cố tình né tránh tôi. Khiến tôi không thể tìm thấy bọn họ. Nếu đúng là vậy, thì thật đáng sợ. Diệp Bắc Minh trầm ngâm nói, cảnh giới của các sư tỷ của tôi là gì đây? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không biết. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đến cả Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mà cũng không biết cảnh giới của các sư tỷ. Cũng không thể tìm thấy các sư tỷ. Anh chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở anh, nhóc con, đừng nhớ tới sư tỷ của mình nữa. Việc quan trọng trước mắt của cậu là nhanh chóng tăng tiến cảnh giới. Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, đúng thể, tăng cấp thực lực là quan trọng nhất. Chẳng biết tình hình trong đất tổ Côn Luân Hư thế nào nữa, đi tìm ai đó hỏi trước đã. Nói xong, anh định bụng rời khỏi sơn cốc. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh tối sầm mặt mày, nhìn về một hướng nói có người đến đây. Hơn 10 người tu võ đi vào trong sơn cốc, trong đó có 2 người có cảnh giới tiên thiên. 5 võ thần. Những người còn lại đều là võ đế. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì nhanh chóng tản ra bao vây anh. Một người trẻ tuổi trong số đó bước tới, mở một bức tranh ra, hỏi, anh chính là Diệp Bắc Minh à? Con người anh lạnh xuống. Sát khí nổi lên hừng hực. Diệp Bắc Minh bình thản đáp lời, anh là ai? Người trẻ tuổi kia mỉm cười, tôi là ai à? Tôi là Bạch Tranh Phong. Cái tên Bạch Kiều Sở mà anh giết chết kia là em trai của tôi. Anh nói xem tôi là ai? Diệp Bắc Minh nhìn gã ta nói, nếu nói thế thì anh tới đây để báo thù cho Bạch Kiều Sở à? Không không không. Bạch Tranh Phong lắc đầu nói, anh đừng nghĩ nhiều. Gã ta mỉm cười nói, anh đã giết Bạch Kiều Sở, đối với tôi mà nói chẳng khác nào bớt một đối thủ cạnh tranh. Tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa là, cớ sao lại đi báo thù cho Bạch Kiều Sở chứ? Giọng điệu gã ta thay đổi, chẳng qua là nghe nói trong tay anh có kiếm Đoạn Long phải không nhỉ? Một kiếm mà đã đánh nát Thang Long Môn nữa. Thang Long Môn có lai lịch rất khủng khiếp, vậy chắc thanh kiếm kia không phải vật tầm thường nhỉ?
Rồi gã ta ra lệnh như hoàng đế nói, tôi rất hứng thú với thanh kiếm đó nên cho anh 10 nhịp thở, mau quỳ xuống. Rồi đưa hai tay dâng lên thanh kiếm kia đây, rồi sau đó anh có thể cút. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn Bạch Tranh Phong. Mãi đến khi gã ta nói hết lời rồi mới nói, còn gì nữa không? Thái độ của anh khiến Bạch Tranh Phong tức giận, nhãi nhép kia, mày tưởng tao đang nói đùa à? Gã ta dứt lời rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Bắt cậu ta lại. Vút. Hai ông lão cảnh giới tiên thiên ra tay rất lưu loát. Sau lưng anh bùng lên luồng sát khí ngút trời. Hai hình ảnh mãnh hổ hiện lên. Chúng lập tức lao tới chỗ Diệp Bắc Minh. Tuy Diệp Bắc Minh đã từng giết võ giả tiên thiên nhưng đều dùng cuồng hóa của Long Đế Quyết rồi phối hợp với sức mạnh của kiếm đoạn Long. Chỉ dựa vào thực lực của anh thì sợ rằng không thể nào giết chết võ giả tiên thiên được. Nhưng mà... Diệp Bắc Minh muốn thử sức. Thử xem mình không dựa vào Long Đế Quyết. Thử xem mình không dựa vào kiếm đoạn Long. Khi ấy thực lực của mình sẽ ra sao đây? Với lại anh có bất diệt kim thân quyết và cả áo giáp thiên tầm ti, không đến mức nguy nan. Diệp Bắc Minh dậm chân, tung ra một quyền đón đầu đòn tấn công của hai võ giả tiên thiên. Ánh mắt một ông già trong đó hệt như rắn độc. Ông ta nở một nụ cười tàn nhẫn nói, danh con kia, sao mày không dùng kiếm đoạn long kia đi? Một nắm đấm mà cũng muốn đối đầu với lão phu hay sao? Dầm! Nắm đấm hai người va chạm vào nhau, lực lượng khủng khiếp lan ra. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Bắc Minh lùi về sau 30 bước, đây là sức mạnh của tiên thiên ư. Lồng ngực anh đau rát. Cách đó vài trăm mét. Hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đang đứng đó. Tiêu Nhã Phi hơi nôn nóng nói, chị ơi, mấy tên nhà họ Bạch đó quá đáng quá. Chúng ta ra tay cứu cậu ta một lần đi. Tiêu Dung Phi hơi do dự, nhìn vào ông lão đứng đằng sau mình, bát trưởng lão, nhờ người ra tay giúp một lần. Gương mặt già nua của bát trưởng lão nghiêm nghị, ông ta híp mắt, cô chủ, thế lực nhà họ Tiêu chúng ta và nhà họ Bạch chẳng kém nhau là bao. Nếu giờ vô duyên vô cớ ra tay cứu người thì sợ là sẽ đắc tội với nhà họ Bạch. Tiêu Dung Phi nhíu mầu, người kia đã từng cứu mạng tôi. Bát trưởng lão vẫn lắc đầu nói, cô chủ, lần này lão phu ra ngoài chỉ chịu trách nhiệm đưa cô về nhà an toàn mà thôi. Còn những chuyện khác thì không cần quan tâm. Hơn nữa, trong tối còn có hai người trên cả tiên thiên của nhà họ Bạch đang âm thầm quan sát cô cho rằng tên kia có thể toàn mạng hay sao? Cái gì? Tiêu Dung Phi sững người. Tiêu Nhã Phi cũng ngơ ngác, không tin nổi, nhà họ Bạch bị điên rồi à? Chỉ để giết một người mà phái ra cả hai cường giả trên cả tiên thiên. Bát trưởng lão trầm tư nói, tất cả chỉ vì thần khí chưa xác định kiếm đoạn long kia thôi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, thừa quá, cậu mới tới võ tôn trung kỳ, chỉ coi như là người tu võ cấp thấp mà thôi. Người ta đang ở cảnh giới tiên thiên, coi như tiến vào phạm trù võ đạo cấp cao rồi. May thay nội lực trong cơ thể cậu đã chuyển hóa thành chân nguyên từ lâu. Hơn nữa cậu còn có bất diệt kim thân quyết, nếu không thì một quyền đó đã đánh cậu tan xương nát thịt rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, cảnh giới tiên thiên đúng là mạnh thật. Coi như mình đã hiểu biết phần nào về thực lực của võ giả tiên thiên. Bạch Tranh Phong thấy Diệp Bắc Minh bị đánh lui, bèn phì cười nói, nhãi danh, thực lực của mày chỉ có thế à? Có vẻ như suy đoán của nhà họ Bạch bọn tao đúng rồi, mày có thể giết chết Hoàng Phủ Nguyên tất cả đều nhờ vào thanh kiếm kia. Hai ông lão kia dừng tay. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Bạch Tranh Phong tiếp tục cười nói, chỉ có vậy thôi hả? Tao còn tưởng mày bản lĩnh lắm. Mau dùng kiếm đoạn long kia đi. Biểu hiện của gã ta hơi phiền. Diệp Bắc Minh nhướng mày, sao gã ta vẫn luôn muốn tôi dùng kiếm đoạn long thế? Ngay sau đó, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, trong tối còn có cường giả. Cảnh giới của bọn họ đã vượt qua tiên thiên. Mà không chỉ có một tên. Nhóc à, tên Bạch Tranh Phong này không dễ chơi đâu, tôi biết gã ta đang nghĩ gì đó. Sắc mặt Diệp Bắc Minh đăm chiêu hỏi, gã ta tính làm gì đó? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, hai ông già tiên thiên kia chính là dâng lên cho cậu giết. Ngay sau khi cậu sử dụng kiếm đoạn long xong thì sẽ không có cách nào lập tức chém ra chiêu thứ hai thứ ba được. Đến lúc đó, hai cường giả trên cả tiên thiên đang nấp trong tối sẽ ra tay giết chết cậu ngay. Mồ hôi lạnh tuôn rơi. Diệp Bắc Minh sững người.
Nếu không phải vừa rồi anh muốn thử xem thực lực của võ giả tiên thiên ra sao thì thế nào đây? Nếu anh dùng kiếm đoạn long luôn thì sẽ thế nào? Sơ sẩy là bị lừa. Nếu đã biết rồi thì Diệp Bắc Minh bèn suy nghĩ cách đối phó. Giây tiếp theo. Khóe miệng anh nhếch lên cười khinh, nếu bọn chúng đã muốn tôi sử dụng kiếm đoạn long thì tôi sẽ dùng cho dúng xem. Hay là dùng cách này nhỉ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khiếp hồn, nhóc con, cậu chắc không đấy. Làm thế rất mạo hiểm. Diệp Bắc Minh vô cùng tự tin đáp, yên tâm đi. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm dài. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh. Hai ông lão cảnh giới tiên thiên nhìn thoáng qua nhau, cả hai nhìn thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt người kia. Nếu bọn họ chết dưới kiếm đoạn long thì đời sau của bọn họ sẽ được nhà họ Bạch săn sóc. Dù sao bọn họ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Giết! Hai ông lão tiên thiên liều chết xông lên. Bạch Tranh Phong nhìn chằm chằm cảnh đó, lòng vui như nở hoa, nghĩ, mau, mau dùng kiếm đoạn long đi. Chỉ cần mày dám ra tay thì tao cam đoan mày chết chắc rồi. Gã ta nhìn chằm chằm kiếm đoạn long, mắt toát ra đầy sự tham lam. Hai ông lão kia một trước một sau xông lên. Người thứ nhất lao tới, chân nguyên cả người tỏa ra. Người ông ta không chút phòng ngự. Ông ta mang tâm thế quyết tâm đi chết nhào về phía anh. Rầm. Kiếm đoạn long chém xuống, nháy mắt người nọ đã hóa thành bãi máu loãng. Ông lão thứ hai tấn công, cũng kiểu cách đó, cũng không chút phòng vệ. Bọn họ chỉ có những đòn tấn công dồn dập mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh đưa tay lên chém ra kiếm thứ hai. Ngay sau đó, Bạch Tranh Phong cười điên cuồng, ha ha ha, danh con, mày dính bẫy rồi. Hai vị lão tổ, chính là lúc này. Vút, vút, ai người trong tối bước ra, khí tức trên người nó vượt qua cả tiên thiên. Bọn họ hệt như hai con hổ hung mãnh tấn công con thỏ trắng yếu ớt Diệp Bắc Minh. Phụt, đúng lúc đó, kiếm thứ hai của kiếm đoạn long vừa mới chém xuống, ông lão tiên thiên thứ hai đã hóa thành bãi máu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không thể nào kịp chém ra chiêu thứ ba được. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Hai bàn tay cùng chạm vào lưng Diệp Bắc Minh, người anh cảm thấy như bị xe tải nghiền qua vậy. Trước cảnh đó, á, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đứng đằng xa hét lên. Tiêu Dung Phi dậm chân, định lao tới thẳng chỗ đó, tôi mặc kệ, đây là sư đệ của bản thân thôi, nếu cậu ta chết thì Như Khanh sẽ không bỏ qua đâu. Không được, cậu ta không thể chết được. Tiêu Nhã Phi theo sát đằng sau, chị, để em tới giúp chị. Bọn họ nhanh chóng lao thẳng tới chỗ đó. Bát trưởng lão hét lớn, cô chủ. Chao ôi! Ông ta dẫm chân bám sát theo sau. Phụt! Diệp Bắc Minh phun máu tươi. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy hai ông già trông như bộ xương khô. Ánh mắt bọn họ ảm đạm, khóe miệng nhếch môi cười khinh, nhìn anh như nhìn xác chết, xúc sinh, mày vẫn chưa đủ thông minh đâu. Bọn tao đã điều tra tất cả thông tin của mày rồi. Mày chẳng qua chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi. Ông già trông như bộ xương khô kia làm bộ cao quý nói, nhà họ Bạch chúng ta dùng chút sức thôi đã giết được mày rồi. Biết hết à? Thật nực cười làm sao? Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh nhếch miệng lộ ra cái răng nanh đã dính máu, phải thế không? Để tôi cho các người xem cái này nhé. Anh đưa nắm đấm về phía hai ông lão cằn cỗi như bộ xương kia. Rồi anh mở năm ngón tay ra. Bùm! Một ngọn lửa nóng bừng có hình dáng một đóa hoa sen nở rộ trông rất đẹp đẽ. Phần thiên chi diễm. Ngọn lửa rực cháy đốt hết tất cả vạn vật trên thế gian này. Cặp đồng tử của hai ông già giống bộ xương tàn kia co rút lại, hít một hơi nói, trời ạ, đây là thứ gì thế? Chạy mau! Không! Hai ông già cằn cỗi ấy vô cùng hoảng sợ. Phần thiên chi diễm đang lan tới đây. Tiêu Dung Phi vừa tới nơi thì bắt gặp cảnh đó, thế là hoảng sợ chết chân tại chỗ. Cô ta ngơ ngác nhìn hai ông già mạnh hơn cả tiên thiên ấy, nó. Nó sao có thể xảy ra chứ? Dầm! Tiêu Nhã Phi không phanh kịp, tông sầm vào sau lưng Tiêu Dung Phi. Cô ta xoa đầu chị, sao tự nhiên chị dừng lại thế? Tiêu Dung Phi không trả lời. Tiêu Nhã Phi đành bước tới trước, vừa thấy thì sững người. Á! Hai ông già gầy nhom như bộ xương khô của nhà họ Bạch đang thét lên những tiếng hét đau thấu ruột thấu xương. Hai người họ bị phần thiên chi diễm bao vây, thế mà đến một giây cũng không thể chịu nổi.
cả hai nhanh chóng hóa thành một đống tro tàn. Á! Tiêu Nhã Phi bịt chặt miệng. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn ngập sự kinh hãi. Hai chị em bọn họ hãi hùng. Quá kinh khủng. Đây là cường giả trên cả tiên thiên đấy, thế mà lại bị ngọn lửa kỳ dị kia thiêu cháy ư. Bát trưởng lão của nhà họ Tiêu cũng tới nơi, vừa thấy cảnh đó thì chết lặng người, cái gì thế? Đó là lửa gì vậy trời? Hai vị lão tổ, không. Bạch Tranh Phong ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, cả người bị dọa cứng đờ. Con người gã ta đỏ bừng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, tên kia đã bị thương rồi, bây giờ không cách nào tung hết sức được. Mau xông lên giết hắn đi. Năm võ thần. Hai mươi mấy võ đế đồng loạt xông lên. Giết. Ông già võ thần đỉnh phong lao tới tấn công. Ông ta thét lên, bị thương rồi thì đừng giả vỡ trước mặt tao, mày không xứng. Chết cho lão phu. Ông ta tung ra một quyền. Diệp Bắc Minh cười to, ha ha ha, tới đúng lúc lắm. Long đế, năm võ thần đủ cho ông hấp thu rồi nhỉ. Giọng của Long đế truyền tới, đủ rồi. Ngay sau đó, trên người Diệp Bắc Minh bùng lên một luồng lực lượng hung tàn. Cả người anh rực màu máu. Hệt như người vừa mới bước ra từ núi xác biến máu vậy. Lực lượng tăng vọt lên. Anh nắm chặt lấy nắm đấm của ông lão kia rồi bẻ nó ra. Tiếng răng rắc vang lên. Tay ông lão kia bị bẻ gãy, á. Diệp Bắc Minh tóm lấy vai ông ta rồi xé ra. Máu bay đầy trời, tất cả chúng đều bị Diệp Bắc Minh hấp thu. Ầm ầm. Sấm chớp giật đùng đùng. Ngay lập tức, anh xuất hiện đằng sau một võ thần khác. Anh đưa tay lên, máu hóa thành long chảo. Phụt. Một chảo đó đâm thủng cơ thể võ thần kia, bóp nát trái tim người nọ. Dầm. Diệp Bắc Minh dậm chân nhảy vọt lên trời cao trông như vượn như khỉ, thoáng chốc đã xuất hiện trên đầu vị võ thần thứ ba. Huyết khí bùng nổ. Anh dẫm mạnh chân xuống. Đầu của vị võ thần thứ ba lún xuống ngực. Trời ơi! Bạch Tranh Phong hít sâu, mọi người đã bị dọa chết lặng rồi. Gã ta xoay người định tháo chạy. Diệp Bắc Minh xông thẳng tới. Hai võ thần còn lại hét lên, bảo vệ cậu chủ. Hai người họ xông lên, một trái một phải cùng tấn công vào Diệp Bắc Minh. Kiếm đoạn long quét ngang đất trời. Phụt, phụt. Hai vị võ thần ấy bị kiếm đoạn long chém nát như miếng đậu hũ. Những võ đế kia vừa tới gần Diệp Bắc Minh 10 mét đã bị giết chết ngay lập tức. Tiêu Nhã Phi há hốc mồm, ôi mẹ ơi! Khóe miệng Tiêu Dung Phi cứng đờ. Cô ta còn đang lo lắng Diệp Bắc Minh có vấn đề gì, bây giờ có vẻ như cô ta lo thừa rồi. Bát trưởng lão sững người, e dè nhìn vào Diệp Bắc Minh, nghĩ thầm, tên này còn mạnh hơn lời người ngoài đồn đại nữa, lẽ nào cậu ta là người định mệnh đó thật ư? Vút! Diệp Bắc Minh lao lên như bom như đạn. Nhanh chóng đuổi theo Bạch Tranh Phong. Rồi gã ta vào lưng gã ta. Dầm. Bạch Tranh Phong bị đá văng ra như chó, gương mặt điển tra trượt dài trên mặt đất. Đến khi người gã ta trượt thành rãnh mới dừng lại. Khi gã ta đứng dậy thì mặt đã bầm dập cả rồi. Gã ta quỳ dạp xuống đất. Dầm dầm dầm. Rồi dập đầu điên cuồng như một tên điên. Bạch Tranh Phong hoảng sợ cầu xin tha mạng, xin tha mạng, xin sát thần đại nhân tha mạng. Bạch Tranh Phong, tôi là đồ ngu, tôi là đồ ngu. Tôi ngàn vạn lần không nên chọc giận sát thần đại nhân. Xin ngài bố thí cho tôi cái mạng. Kẻ ban đầu kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Mà giờ thì sao? Giờ kẻ đó chỉ còn lại sự kinh hoàng, khiếp sợ, khẩn cầu tha mạng. Diệp Bắc Minh cười phá lên, ha ha ha. Anh cầm kiếm đoạn long từ từ bước tới. Bạch Tranh Phong sợ nằm liệt trên mặt đất. Dùng hai chân đạp tới đạp lui liên tục lùi ra sau, không, không không không, đừng mà. Bỗng nhiên, bát trưởng lão mở miệng, người trẻ tuổi ơi, xin dừng tay. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi kinh ngạc nhìn bát trưởng lão, người làm gì thế? Diệp Bắc Minh tối sầm, ông muốn cứu gã ta à? Anh đã để ý tới đôi chị em và ông lão kia rồi. Vừa rồi bọn họ không ra tay nên anh cũng mặc kệ họ. Bát trưởng lão lắc đầu đáp, người trẻ tuổi à, cậu có quen biết với các cô chủ của tôi nên lão phu mới nhắc nhở cậu một câu. Bạch Tranh Phong là một trong 9 đứa con của nhà họ Bạch, trong 5 gia tộc đứng đầu đất tổ, nhà họ Bạch xếp cuối cùng. Nhưng một khi nhà họ Bạch nổi giận, cậu cảm thấy mình có thể chịu nổi lửa giận của bọn họ không?
Có lẽ giết Bạch Tranh Phong sẽ giúp cậu nguôi giận. Nhưng sau đó đợi cậu sẽ là sự đuổi giết vô tận của nhà họ Bạch. Bạch Thanh Phong hoàn hồn lại. Sự sợ hãi trong lòng gã ta lập tức biến mất. Ngay sau đó, gã ta từ từ đứng lên, không nhịn được cười bảo, ha ha ha, đúng thế. Tao là một trong 9 đứa con của nhà họ Bạch. Bố tao là người đứng đầu nhà họ Bạch, mẹ tao là con gái của Thái Thượng Trưởng Lão của Long Đường. Tao sợ cái quần gì chứ? Bạch Tranh Phong chỉ vào mũi Diệp Bắc Minh nói, tên. 2 chữ xúc sinh còn chưa kịp ra khỏi miệng. Phụt, một đường kiếm khí nhanh như điện xoẹt lướt qua. Bạch Tranh Phong ôm cổ, đôi mắt ngập sự sợ hãi. Máu tươi chảy ra ào ào từ kẽ ngón tay, mày. Đầu gã ta rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Chỉ còn cơ thể đứng đó. Á, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi hét lên. Bát trưởng lão cứng họng nhìn, khóe miệng co rút cậu. Cậu dám giết thật à? Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh nhìn Tiêu Dung Phi, cô là bạn thân của thất sư tỷ, vậy cô có biết các sư tỷ khác của tôi không? Tiêu Dung Phi rất ngạc nhiên. Anh chàng này cũng thật bình tĩnh quá rồi đấy. Vừa giết xong một trong 9 đứa con nhà họ Bạch, mà lại đến truy tìm thông tin của sư tỷ anh. Tiêu Dung Phi trả lời, từ sau lần trước, tôi cũng không gặp sư tỷ của cậu. Mấy sư tỷ khác của cậu, lúc trước tôi từng gặp mấy lần trong tổ địa. Ồ! Diệp Bắc Minh nhìn Tiêu Dung Phi, ở đâu? Tiêu Dung Phi nói, cấm địa Long Mạch. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, cấm địa Long Mạch. Đó là nơi nào? Tiêu Dung Phi kinh ngạc, cậu không biết cấm địa Long Mạch ư? Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tôi không biết thì rất lạ sao? Tiêu Dung Phi cười lắc đầu, đương nhiên rất lạ rồi, chỉ cần là võ giả của Côn Luân Hư, thì đâu có ai không biết đến cấm địa Long Mạch. Cô ta giơ tay lấy ra một tấm bản đồ Côn Luân Hư. Chỉ vào một vị trí trong đó, nơi này chính là cấm địa Long Mạch. Diệp Bắc Minh nhìn qua. Không khỏi ngẩn người. Núi Côn Luân Hư, tổ địa Côn Luân Hư của giới phàm tục lại một cùng dãy núi. Nhìn trên bản đồ. Dãy núi này giống như một con chân long uốn lượn gấp khúc, có dáng thế bay lên. Đuôi rồng là tổ địa Côn Luân Hư. Còn đầu rồng là núi Côn Luân. Diệp Bắc Minh nhớn mày. Vị trí đầu rồng của Long Mạch Côn Luân Hư là núi Côn Luân của Long Quốc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu nhóc, xem ra Long Mạch của Long Quốc đứt từ vị trí bảy tấc, không phải ngẫu nhiên. Sợ rằng có người âm thầm phá hỏng vận mệnh của Côn Luân Hư. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, bất luận là ai, chỉ cần ảnh hưởng đến Long Quốc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục nói, thiên cơ nơi này bị ngăn che. Có lẽ mấy sư tỷ của cậu đúng là ở trong cấm địa Long Mạch. Đi xem là biết ngay. Diệp Bắc Minh đã quyết định. Anh tạm biệt hai người Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, định đi đến cấm địa Long Mạch. Đợi đã. Tiêu Dung Phi gọi Diệp Bắc Minh lại, cậu muốn đến cấm địa Long Mạch ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế. Đôi mắt của Tiêu Dung Phi lóe lên, cười xinh đẹp, hay là, chúng ta đi cùng nhau đi. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, các cô cùng muốn đến cấm địa Long Mạch. Tiêu Dung Phi cười gật đầu, cứ mỗi 30 năm, cấm địa Long Mạch sẽ mở ra một lần. Chỉ cần là võ giả đều có thể tìm kiếm may mắn, lỡ như được chọn chúng, thì có thể tiến vào trong cấm địa Long Mạch luyện võ. Diệp Bắc Minh bất ngờ, trong cấm địa Long Mạch còn có người ư. Tiêu Dung Phi nghiêm trọng gật đầu, đúng thế. Nghe nói nơi này vô cùng thần bí. Bên trong có 99 vị cường giả siêu cấp đáng sợ. Cho dù là người của Long Đường cũng không thể tiến vào trong đó. Cái gì? Diệp Bắc Minh cứng đờ người, 99 vị cường giả thần bí. Anh liền chửi thề một câu theo bản năng, vãi. Chẳng lẽ là 99 vị sư phụ vô địch của mình? Không phải chứ. Chẳng lẽ nơi mình học 5 năm, lại là cấm địa Long Mạch của tổ địa? Tiêu Dung Phi kỳ lạ nhìn Diệp Bắc Minh, sao thế? Ha ha ha! Diệp Bắc Minh trực tiếp phá lên cười, không, không có gì. Đi thôi, chúng ta đến cấm địa Long Mạch. Trong lòng vui như nở hoa. Các sư phụ, mọi người đuổi đồ nhi xuống núi, còn không nói với con sư môn ở đâu. Bây giờ con biết rồi, cấm địa Long Mạch này, khả năng lớn chính là núi Côn Luân, mà con học võ năm đó. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Nhìn về hướng cấm địa Long Mạch. Tiêu Nhã Phi quát một tiếng, ra đi, Tiểu Bạch. Một con ngựa trắng bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật.
một luồng khí tức ma thú cấp 4 ập đến. Diệp Bắc Minh nhìn con ngựa trắng đó, vật cưỡi ma thú. Tiêu Dung Phi cười gật đầu, ma thú trưởng thành rất khó thuần phục, nếu bắt đầu huấn luyện từ nhỏ. Ma thú sẽ coi cậu là bố mẹ. Đây là ngựa thiểm điện cấp 4, giống như cái tên, tốc độ nhanh như điện giật. Một giây có thể phi 300 mét, tất cả các loại địa hình. Tuy tốc độ không bằng ma thú biết bay, nhưng điểm tốt của nó là sức bền kinh người, cưỡi một ngày một đêm cũng không mệt. Chúng ta cưỡi nó đi đến cấm địa Long Mạch, mấy tiếng là có thể đến nơi. Cô ta lấy ra một con ngựa thiểm điện khác từ trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Tiêu Dung Phi mỉm cười, cậu Diệp, cậu cưỡi con ngựa của tôi và em gái cùng cưỡi một con. Nhưng con ngựa của tôi hơi nóng tính, không biết cậu có thể hàng phục nó không? Diệp Bắc Minh biết bay. Nhưng bảo anh bay liền một lúc mấy ngàn km, anh cũng không tiêu hóa nổi. Ben gật đầu nói, được. Bước ra một bước, ngồi trên con ngựa thiểm điện đen. Hí hí hí. Ngựa thiểm điện thét dài, hai guốc chân trước rời khỏi mặt đất. Lưng ngựa rung lên, muốn hất Diệp Bắc Minh ngã xuống. Hừ. Diệp Bắc Minh hừ lạnh lùng một tiếng. Một luồng sát khí ngút trời từ trong cơ thể bùng phát ra. Hí hí hí. Ngựa thiểm điện hí lên một tiếng sau, rồi lập tức ngoan ngoãn. Mặc cho Diệp Bắc Minh ngồi trên lưng, không dám phản kháng. Tiêu Dung Phi nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Cô ta nuôi ngựa thiểm điện đen từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hai chị em cô ta. Bất cứ ai ngồi lên đều bị hất ngã. Diệp Bắc Minh lại chưa dùng đến 5 giây, đã thần phục được nó. Trên không trung rừng rậm ma thú. Hai con ma thú biết bay ngang ngược bay qua giống như chiếc máy bay chiến đấu. Một con là phi hổ vân rồng có hai cánh. Một con khác là thú một sừng lông trắng tuyết. Rừng rậm ma thú được Côn Luân Hư coi là cấm địa, vậy mà hai con ma thú này lại bay qua không trở ngại. Vô số ma thú phía dưới đều run bần bật. Nhìn kỹ lại, trên lưng mỗi một con ma thú đó, đều có một thanh niên ngồi lên. Thanh niên ngồi trên lưng phi hổ vân rồng vô cùng anh tuấn, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cũng không biết gia tộc nghĩ thế nào, lại cho chúng ta đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó tìm người. Nghe nói có một đám thổ dân sống ở tận cuối của rừng rậm. Có một số thổ dân vì đi qua khu rừng này mà thập tử nhất sinh. Chính là khu rừng này, tôi nhắm mắt cũng có thể vượt qua. Tràn đầy ngạo mạn, cô gái ngồi trên lưng thú một sừng cau mày, bơn bớt kiểu cao cao tại thượng đó của anh đi. Lần này chúng ta ra ngoài là tìm kiếm con cháu đời sau của nhà họ Diệp. Bệ hạ không còn nhiều thời gian. Nguyện vọng cuối cùng chính là rửa sạch oan ức cho nhà họ Diệp. Năm đó, sự việc nhà họ Diệp là án oan. Người thanh niên bĩu môi, con cháu đời sau nhà họ Diệp cũng thật may mắn. Tôi thấy bọn họ cũng sắp gia nhập đám thổ dân rồi đấy, lại có thể một bước lên trời. Nhưng mà ấy à, nhà họ Diệp cũng có không ít kẻ thù, mấy gia tộc đó sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Diệp trở lại Hoàng Triều Đại Chu đâu. Cô gái trẻ lạnh lùng quát một tiếng, anh bớt nói vài câu đi. Tìm được đời sau nhà họ Diệp rồi tính. Người thanh niên trẻ uể oải hô một câu, đi thôi. Hú! Phi hổ vân rồng dưới người gầm một tiếng, tăng tốc bay đi. Lúc này, một người phụ nữ trong rừng rậm ma thú chấn hãi ngẩng đầu, trong cơ thể truyền ra giọng kinh ngạc, đây là, ma thú cấp 9. Tôn Thiến chấn hãi hỏi, thần nữ Túc Hoàng, bà nói đây là ma thú cấp 9. Chẳng lẽ ma thú sâu trong rừng rậm ma thú muốn rời khỏi nơi này? Thần nữ Túc Hoàng cất giọng nghiêm trọng, hai con ma thú này khác, đã bị người ta thuần phục. Chắc không phải là loại thú trong rừng rậm ma thú, mà là bay qua rừng rậm ma thú. Côn Luân Hư sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cách cách cách, ngựa thiểm điện phi chạy về phía cấm địa Long Mạch. Tiêu Nhã Phi ôm vòng eo thon của Tiêu Dung Phi. Chiếc cằm xinh xắn trống lên vai của Tiêu Dung Phi. Nhả hơi bên tai cô ta, chị à, thiên phú của tên Diệp Bắc Minh này mạnh như vậy, em cảm thấy nhất định phải lôi kéo anh ta gia nhập nhà họ Tiêu chúng ta. Tiêu Dung Phi chừng đôi mắt, được rồi đấy. Anh ta rất cao ngạo, hơn nữa thiên phú thực sự kinh người. Muốn bảo anh ta gia nhập nhà họ Tiêu, sợ rằng, rất khó. Tiêu Nhã Phi cắn thủy tai Tiêu Dung Phi, rất khó sao? Chị, với dung mạo của chị, muốn bảo anh ta gia nhập nhà họ Tiêu. Chẳng phải chỉ là việc ngoắc ngón tay thôi mà. Cùng lắm chị hy sinh bản thân một chút, người ta chắc chắn sẽ đồng ý.
Tiêu Dung Phi quát một tiếng, con bé này, em nói linh tinh gì thế hả? Nhưng sợ Diệp Bắc Minh nghe thấy. Còn nhìn về phía bóng lưng của anh một cái. Cũng may tốc độ của ngựa thiểm điện rất nhanh. Vượt qua tốc độ của âm thanh. Bọn họ nói chuyện phía sau Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh ở phía trước hoàn toàn không nghe thấy. Tiêu Nhã Phi tỏ vẻ mặt vô tội, a, chị không đồng ý hy sinh bản thân à? Vậy em đành hy sinh vậy? Tiêu Dung Phi kinh ngạc, em nói cái gì? Con bé này, em dám làm bừa, xem chị có đánh chết em không? Tiêu Nhã Phi cười quái dị một tiếng, hi hi, em đùa thôi mà. Vậy còn tạm. Tiêu Dung Phi thở nhẹ nhõm. Cô ta không phát hiện ra em gái nhìn không rời mắt bóng lưng của Diệp Bắc Minh với vẻ hiếu kỳ. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng guốc ngựa dồn dập. Cách cách cách, giống như thiên binh vạn mã xông đến. Hai chị em quay đầu nhìn, vẻ mặt biến sắc. Chỉ thấy một đoàn người cưỡi ma thú phi tới, khí thế bừng bừng. Một lá cờ thêu chữ Thẩm phấp phới bay trong gió, vô cùng nổi bật. Hai chị em kinh ngạc, nhà họ Thẩm. Dẫn đầu là một người thanh niên mặc áo giáp, nạm đá quý năm sáu màu sắc cưỡi trên một con ma thú. Sắc mặt đỏ bừng hô lớn, nhanh, nhanh, tăng tốc cho tao. Phi đến cấm địa long mạch với tốc độ nhanh nhất cho tôi, hôm nay em gái tôi làm lễ trưởng thành 18 tuổi, tôi phải là người đầu tiên đến đó. Thẩm thông. Đội ngũ phía sau đồng thanh trả lời, rõ. Cách cách cách. Mấy chục con ngựa vẩy rồng như sấm sét, xông về phía hai cô gái, tất cả tránh ra. Không hề có ý giảm tốc độ. Khuôn mặt của bát trưởng lão sầm xuống, không ổn, là ma thú cấp 5, ngựa vẩy rồng. Là Thẩm Thông, cậu ấm lớn nhất nhà họ Thẩm trong tổ địa Côn Luân Hư. Sao lại là tên ôn thần này? Tiểu thư, mau tránh đi. Tiêu Nhã Phi hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch, mau tránh đi. Con ngựa thiểm điện trắng của hai người sớm đã bị ngựa vẩy rồng dọa sợ. Bốn chân giống như bị đổ trì, đứng bất động tại chỗ, run lên bần bật. Khoảng cách mấy chục mét, đến nơi trong chớp mắt. Bát trưởng lão nhảy vụt lên cao, tóm lấy hai chị em tránh sang một bên. Phụt! Ngựa điện thiểm trắng bị đụng lật dưới đất, ngựa vẩy rồng phía sau dẫm qua. Máu thịt bắn tung tóe. Đôi mắt của Tiêu Nhã Phi đỏ bừng, Tiểu Bạch. Khuôn mặt Tiêu Dung Phi tái nhợt. Nếu không phải bát trưởng lão ra tay, kết cục của bọn họ sợ rằng cũng giống như Tiểu Bạch. Đột nhiên, Tiêu Dung Phi nhìn về phía trước, hỏng rồi, cậu Diệp còn ở phía trước. Soạt, ba người nhìn qua, chỉ thấy, ngựa thiểm điện đen của Diệp Bắc Minh đang cưỡi cũng dừng tại chỗ, phát ra tiếng hí hí hí. Rất hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Tiêu Dung Phi kêu lớn, cậu Diệp, những người này đến từ nhà họ Thẩm tổ địa, đừng xung đột với họ. Tránh đi trước rồi tính. Diệp Bắc Minh phất lờ. Đôi mắt lạnh như băng. Khuôn mặt già của bát trưởng lão biến sắc, không hay rồi, với tính cách của cậu ta, tuyệt đối sẽ không tránh. Lúc này, Thẩm Thông cũng chú ý đến Diệp Bắc Minh, hắn gào thét một tiếng, nhóc con, mẹ kiếp, mày còn không tránh phải không? Vậy mày đi chết đi. Ngựa vẩy rồng, tăng tốc cho tao, tăng tốc, cách cách cách, mặt đất chấn rung, gần như sắp nổ tung. Mấy chục con ngựa vẩy rồng giống như sấm sét, xông về phía Diệp Bắc Minh. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh băng lạnh vô cùng. Trong tích tắc, ngựa vẩy rồng của Thẩm Thông xông đến gần, giơ guốc ngựa dẫm mạnh về phía Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay tấn công một quyền. Ru, một tiếng rồng gầm. Từ phía sau anh bùng phát ra sát khí ngút trời. Phụt, máu tươi bắn tung tóe. Thẩm Thông chấn hãi phát hiện mình bị bay đi, ngựa vẩy rồng nổ tung hóa thành xương máu. Mấy chục con ngựa vẩy rồng còn lại không kịp thắng phanh lại, lúc xông lên. Phụt, phụt, phụt. Diệp Bắc Minh tung quyền, tấn công toàn bộ tất cả ngựa vẩy rồng. Mấy chục người trên lưng ngựa bị đánh bay ra, tất cả ngã mạnh xuống đất. Mấy võ giả cấp võ thánh trở xuống ngã chết tại chỗ. Thẩm Thông cũng cắm đầu vào trong bùn đất như con chó chết. Dùng mặt phanh lại. Nếu không phải hắn mặc áo giáp, cú ngã này không chết thì cũng tàn phế. Liền sau đó, Thẩm Thông bò ra với khuôn mặt đầy bụi đất, nôn ra máu tươi, không thể tin nổi tức giận thét, vãi. Vãi, vãi thật. Nhóc con, mày dám đánh ôn thần Thẩm Thông tao. Mày có biết bố tao? Lôi ảnh trùng trùng.
một bóng người bay lên không trung. Thẩm Thông ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy một bàn chân từ trên trời giáng xuống. Đồng tử của hắn co mạnh lại, con người kinh hãi sắp nứt ra. Một luồng khí tức chết chóc bao trùm hắn. Liền sau đó, cái chết đến. Phụt, bàn chân đó trực tiếp dẫm Thẩm Thông lún sâu xuống dưới đất, hóa thành một vũng bùn. Ôn Thần này nằm mơ cũng không ngờ mình lại chết như vậy. Nhìn thấy cảnh này, a, à, cậu chủ, không, mấy chục người còn lại phát ra tiếng kêu thảm kinh sợ. Bọn họ không phải sợ Diệp Bắc Minh, mà sợ vì Thẩm Thông đã chết. Mấy ông lão gào thét, trái tim sợ đến ngừng đập, giết. Giết, giết, không tiếc mọi giá, giết tên nhãi này cho tôi. Bọn họ vừa định ra tay. Diệp Bắc Minh dậm chân ra tay trước. Đến trước người ông lão lên tiếng hét. Ánh mắt lạnh lùng, một chưởng từ trên trời đập xuống. Phụt, cái đầu nổ tung, cơ thể hóa thành xương máu. Mày! Những người còn lại sợ hãi không thôi, rốt cuộc mày là ai? Bọn họ đều sợ đến ngu người. Thanh niên này là ai? Mà sát phạt quyết đoán như vậy. Chẳng lẽ mày không biết bọn tao là người của nhà họ Thẩm sao? Một ông lão không dám tin hỏi. Đáp lại ông ta là một quyền của Diệp Bắc Minh. Phập! Ông lão ầm ầm nổ tung, bỗng chốc chết oan chết uổng. Suýt! Người còn lại hít khí lạnh, cuối cùng đã biết hôm nay gặp phải kẻ tàn nhẫn. Bọn họ nhận lệnh nhà họ Thẩm, bảo vệ Thẩm Thông. Không hề kiêng sợ quen rồi. Trước nay chưa từng gặp kẻ độc ác như Diệp Bắc Minh. Phụt, phụt, phụt. Âm thanh máu thịt nổ tung vang lên liên tiếp, những người này vốn không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Những chỗ đi qua, tất cả bỏ mạng. Khi Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi và Bát Trưởng Lão chạy đến, hiện trường chỉ còn lại máu tươi và xác chết khắp đất. Bát Trưởng Lão sợ run rẩy, cậu ấm lớn nhất nhà họ Thẩm tổ địa Côn Luân hư Thẩm Thông. Bị cậu giết rồi. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu, tự nhiên giống như nghiền chết một con kiến, tiếp tục lên đường. 30 phút sau, đội quân nhà họ Thẩm chạy đến hiện trường. Nhìn thấy máu và thi thể khắp đất, tất cả đều kinh sợ. Một ông lão run run xông đến trước một chiếc xe ngựa sang trọng nhất báo. Gia chủ, cậu Thông chết rồi. Trong xe ngựa vang lên tiếng thét, cái gì? Ông ta xông ra nhìn. Suýt nữa ngất xỉu. Thông Nhi, không. Một tiếng gầm thét vang tận trời xanh, là ai đã giết con trai của Thẩm Vạn Tứ này? Tao phải cho cả gia tộc mày bồi táng. Lúc nghỉ ngơi trên đường, Tiêu Dung Phi nhìn Diệp Bắc Minh, nói rõ từng chữ, cậu Diệp, cậu đã giết cậu ấm đệ nhất tổ địa. Cậu theo tôi về nhà họ Tiêu, tôi có cách bảo vệ cậu. Tiêu Dung Phi vô cùng nghiêm túc. Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối, không cần lo chuyện nhà họ Thẩm, đến cấm địa Long Mạch trước rồi tính. Tiêu Dung Phi cau mày, cậu Diệp, đây không phải chuyện đùa đâu. Cậu không biết nhà họ Thẩm đáng sợ thế nào đâu, tiền tài của nhà họ Thẩm được gọi là số một Côn Luân hư. Thẩm Vạn Tứ được gọi là thần tài, nếu ông ta lên tiếng, chắc chắn có cường giả đồng ý ra tay đối phó cậu. Tiêu Nhã Phi đi đến, yếu ớt nói, anh Diệp, anh nghe lời chị em đi mà. Chị ấy thực sự sẽ không hại anh đâu. Bề ngoài hai người trông rất giống nhau. Một người lạnh lùng, một người hoạt bát. Hình nụ cười trên gương mặt Tiêu Nhã Phi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh giãn ra, yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Đôi mắt của Tiêu Nhã Phi lóe lên, thật không? Cô ta trực tiếp ghé đến, mở to đôi mắt nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Có cần em giới thiệu bạn gái cho anh không, chị của em cũng độc thân. Tiêu Nhã Phi rất to gan. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh. Năm nay anh 23 tuổi. Có một vợ chưa cưới, còn có mấy hồng nhan chi kỷ. Tiêu Nhã Phi kinh ngạc, hả? Trong đôi mắt của Tiêu Dung Phi lóe lên tia thất vọng một cách khó hiểu. Với thực lực của anh ta, có mấy người phụ nữ cũng rất bình thường. Tiêu Dung Phi ơi là Tiêu Dung Phi. Mày đang làm gì hả? Mày nghĩ mấy việc này làm gì? Cũng chẳng liên quan đến mày. Đột nhiên, giọng của Tiêu Nhã Phi vang lên, chị nghe thấy chưa? Anh ấy mới 23 tuổi. Tiêu Dung Phi cũng phản ứng lại. Liền sau đó, cô ta hít khí lạnh, cậu Diệp, cậu mới 23 tuổi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, sao thế? Cái miệng nhỏ của Tiêu Nhã Phi khẽ mở, làm sao? Anh Diệp.
anh biết với độ tuổi của anh mà có thể giết võ giả tiên thiên thì là thế nào không? 23 tuổi. Có 102, trước nay không có, sau này cũng không có. Trên lịch sử của Côn Luân Hư, cũng chưa từng có ai 23 tuổi đã có thể giết võ giả tiên thiên. Diệp Bắc Minh nhún vai, cũng không phải thực lực của tôi. Dựa vào thanh kiếm đó đấy. Trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Thẩm Linh Lung, bóp lấy cổ của cô ta. Tiểu công chúa. Đáng chết. Tên khốn vô liêm sỉ, buông tiểu công chúa ra. Từng người trẻ tuổi xung quanh đều sợ hãi kêu to. Một cảm giác hít thở không thông truyền đến, trong đôi mắt đẹp của Thẩm Linh Lung bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu, anh dám động vào một cọc tóc của tôi. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. Cái cổ mềm mại của Thẩm Linh Lung bị trực tiếp bóp nát. Đôi mắt đẹp của cô ta trợn trừng. Khuôn mặt xanh tím, vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người trẻ tuổi vừa mở miệng quát lớn sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, trong đầu vang lên ầm ầm, hoàn toàn ngây người. Đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình cũng sợ run. Lôi Bằng nuốt một ngụm nước bọt, ông trời ơi, bây giờ thật sự là không có ai mà anh sát thần không dám giết. Đột nhiên, một tiếng rít gào truyền đến, con gái. Không, cuối cùng Thẩm Vạn Tứ đã chạy tới. Sau đó ông ta trơ mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh bóp nát cổ họng của Thẩm Linh Lung. Nửa ngày trước, con trai Thẩm Thông của ông ta đã chết. Nửa ngày sau, con gái ông ta lại chết ở ngay trước mắt ông ta. Trong phút chốc, Thẩm Vạn Tứ quả thực phát điên rồi, trái tim đập thình thịch, suýt nữa thì đau lòng đến chết. Đây là hai đứa con mà ông ta yêu thương nhất, nhưng tất cả đều đã chết chỉ trong vòng một ngày. Ha 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 ha. Thẩm Vạn Tứ vô cùng điên cuồng nở nụ cười, tất cả võ giả ở đây, bất cứ ai cũng được. Nếu có thể chém kẻ này một đao, thưởng 100.000 đồng. Nếu có thể khiến kẻ này bị thương, thưởng 200.000 đồng. Chém nứt một cánh tay của cậu ta, thưởng 300.000 đồng. Chém nứt một cái chân của cậu ta, thưởng 500.000 đồng. Đôi mắt ông ta tràn ngập tơ máu. Ông ta gần như là rít gào lên, chém đầu người này, thưởng 1 triệu đồng. Chỉ cần người này không chết thì vẫn có hiệu lực. Xung quanh lặng ngắt như tờ. A, à, những tiếng hít khí lạnh truyền đến. Hơn 100.000 người tu võ ở đây đều ngây ra. Đột nhiên, đôi mắt của ai cũng bộc phát ra ánh sáng kinh người. Tham lam, kích động, lửa nóng. Ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh giống như nhìn một bảo bối vậy. Chém anh một đao mà đã được 100.000 đồng rồi. Đậu má. Đây quả thật là máy in tiền di động. Tiêu Nhã Phi trừng to đôi mắt đẹp, bát trưởng lão mau nghĩ biện pháp đi. Bát trưởng lão nhà họ Tiêu nghiêm trọng lắc đầu, không có biện pháp nào cả. Thần tài nổi giận. Kẻ này chắc chắn sẽ phải chết. Thần tiên đến đây cũng không cứu được cậu ấy. Hai. Bát trưởng lão thở dài một tiếng, đáng tiếc, cậu ấy kích động quá. Tiêu Dung Phi đứng tại chỗ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giây tiếp theo. Vèo, 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 vèo. Mấy trăm bóng người đi ra từ trong đám đông, đôi mắt ai nấy cũng đều đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Bọn họ giống như một con sói đói phát hiện ra cừu. Sát khí khủng bố của mấy trăm người thu võ đứng đầu đánh úp lại. Lạnh như băng, tử vong, cô quạnh, bao phủ khắp không trung. Những võ giả còn lại không định ra tay chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một người trẻ tuổi của đất tổ run rẩy hỏi, rốt cuộc tên này là ai? Có người lắc đầu, mặc kệ cậu ta là ai, tôi chỉ biết bây giờ cậu ta muốn mua quan tài cũng không còn kịp rồi. Tin tức về Thang Long Môn đã sớm truyền về. Nhưng mọi người còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ của sát thần. Vì vậy mới không nhận ra anh. Sắc mặt đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình trắng bệch, hoảng sợ cúi đầu. Lôi Bằng tuyệt vọng nói, anh sát thần, chẳng lẽ câu chuyện của anh sẽ dừng ở đây sao? Đừng nói nữa. Mục Thừa nuốt một ngụm nước bọt, với tình hình như thế này, tôi thật sự không nghĩ được anh ta sẽ sống sót như thế nào. Mấy trăm người thu võ cảnh giới võ thánh và võ đế, hai chân Tống Điệp Y như nhũn ra, run rẩy nói, còn có 20 mấy người thu võ tiên thiên. Vẻ mặt Mộc Tuyết Tình phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Bỗng nhiên. Vân Chi Lan quát to một tiếng, cậu Diệp, cậu chạy mau.
không cần quan tâm đến chúng tôi, cậu hãy dùng hết sức phá vòng vây, vẫn còn cơ hội. Cậu Diệp có thể cứu hai ông cháu chúng tôi, Vân Chi Lan vô cùng biết ơn. Nếu có kiếp sau, lão phu sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu Diệp. Một câu cuối cùng gần như là giống lên. Thẩm Vạn Tứ hừ lạnh một tiếng, ha ha, muốn chạy ư. Đôi mắt ông ta đỏ như máu, chỉ cần là người có liên quan đến chuyện ngày hôm nay, tất cả đều phải chết. Đầu óc Vân Kiếm Bình trống rỗng. Cô ta ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh vì cứu mình và ông nội mới rơi vào tình huống này. Trong khoảng thời gian cô ta đã vô cùng cảm động. Diệp Bắc Minh bình tĩnh cười, chạy ư. Vì sao tôi phải chạy? Ở nhà của tôi mà muốn giết tôi. Đừng nói là mấy trăm người tu võ, cho dù tất cả mọi người ở đây đồng loạt ra tay, anh cũng không sợ. Giết! Mấy trăm võ giả gần như đồng thời quát lên một tiếng lớn, sát khí mãnh liệt ùa về phía Diệp Bắc Minh. Lao về phía anh. Chị! Tiêu Nhã Phi ôm lấy cánh tay Tiêu Dung Phi. Làn da cô ta còn bị véo đến tím tái. Tiêu Dung Phi lại không có cảm giác gì. Mục Tuyết Tình nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố xảy ra. Ầm vang, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ long mạch trong cấm địa, từng ngọn núi tuyết chấn động như sắp xảy ra một trận động đất vậy. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng núi tuyết. Sau đó liền nhìn thấy một màn khó quên nhất cuộc đời này. Chỉ thấy, ở trong ánh mặt trời, một cánh cửa lớn màu vàng hiện lên. Chậm rãi mở ra. Đây là... Mọi người mừng rỡ, thiên môn, đây là thiên môn. Cấm địa long mạch mở ra rồi. Thật tốt quá. Giây tiếp theo. Một màn làm cho người ta hoảng sợ xuất hiện. Keng. Một kiếm khí màu vàng bay ra từ trong thiên môn, hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp chém về phía mấy trăm người tu võ kia. Phập. Cái đầu thứ nhất bay lên, không ngờ lại bị kiếm khí này chém bay. Đậu má. Sao lại thế này? Đám người phát ra những tiếng thét chói tai. Đồng tử của Thẩm Vạn Tứ co rụt lại, cái gì? Tiêu Nhã Phi cũng vô cùng khiếp sợ, chị mau nhìn kia. Tiêu Dung Phi gật đầu, thấy rồi, đừng kêu nữa. Ánh mắt của bát trưởng lão ngưng tụ, người trong cấm địa ra tay sao? Vèo! Đám người thu võ còn lại cũng đều nhìn qua, không dám tin. Tiếp theo, kiếm khí kia đột nhiên chuyển hướng, chém về phía người thứ hai. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ 99, người thứ 170. Phập, 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 phập. Chỉ trong phút chốc, mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất, không ai may mắn thoát khỏi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu óc tất cả người tu võ ở đây trống rỗng, hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng. Diệp Bắc Minh cũng chấn động, loại sát khí ngập trời này. Là vị sư phụ kia. Những ai dám ra đây? Đây chính là kết cục. Một giọng nữ vô cùng dễ nghe, hơn nữa còn mang theo vẻ cương triều thản nhiên truyền đến, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau tiến vào đi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh không hề do dự bay lên trời, bước từng bước vào bên trong thiên môn. Ầm vang. Thiên môn đóng lại, Diệp Bắc Minh biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. À, cuối cùng Thẩm Vạn Tứ đã tỉnh táo lại, sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Ông ta không ngừng dập đầu về hướng cấm địa long mạch, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Xung quanh hoàn toàn ồ lên. Đây là chuyện gì vậy? Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Vừa rồi lại có một kiếm khí bay ra từ trong cấm địa, chém giết mấy trăm võ đế, võ thần. Mấy chục tiên thiên. Trời ơi! Hơn trăm ngàn người tu võ sợ tới mức cả người run rẩy. Khuôn mặt Tiêu Dung Phi đỏ bừng, tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhã Phi khiếp sợ nói chị, sao em lại có cảm giác người ở bên trong cấm địa quen biết anh ấy vậy? Bát trưởng lão quyết đoán lắc đầu, không có khả năng. Lão phu đoán, chắc hẳn là người trong cấm địa nhìn chúng thiên phú của kẻ này, cho nên mới đối đãi với cậu ấy như thế. Vân Kiếm Bình há to cái miệng nhỏ nhắn, ông nội, anh Diệp. Anh Diệp tiến vào cấm địa rồi. Khuôn mặt già nua của Vân Chi Lan rung động, hình như là vậy. Lôi Bằng rít gào một tiếng, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má. Anh sát thần lại sáng tạo ra kỳ tích rồi. Đậu má. Mục Thừa và Tống Điệp Y nhìn thoáng qua nhau. Ai nấy cũng đều nuốt nước bọt. Ánh mắt của Mục Tuyết Tình cực kỳ phức tạp, vì sao,
vì sao lần nào anh cũng có thể tạo ra kỳ tích? Diệp Bắc Minh, rốt cuộc anh là ai? Sau khi tiến vào thiên môn, khung cảnh xung quanh biến đổi. Trước mắt là một sơn cốc vô cùng quen thuộc. Một con đường nhỏ uốn lượn quanh co đi thẳng vào sâu trong sơn cốc. Diệp Bắc Minh cực kỳ kích động, đậu má, mình biết ngay mà. Quả nhiên là nơi này. Nơi mình tập võ 5 năm, mình vẫn nghĩ nó nằm ở chỗ nào đó trên núi Côn Lôn. Không ngờ lại ở trong cấm địa của đất tổ Côn Lôn hư. Diệp Bắc Minh kích động ngửa mặt lên trời thét dài, sư phụ, con đã trở về. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, thằng nhóc thối, đừng kêu nữa, đến lúc đó lại dẫn sói tới. Nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng ở xa xa. Đúng là vua tàn sát. Sát khí đầy trời. Nụ cười hiền lành. Hoàn toàn là hai thứ cực đoan. Bên cạnh vua tàn sát là hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ. Lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu. Các cô nhìn Diệp Bắc Minh bằng vẻ mặt yêu thương. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, sát sư phụ, con nhớ người muốn chết. Lôi ảnh thật mạnh. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt vua tàn sát, kích động bắt lấy hai tay vua tàn sát, sát sư phụ, sắp nửa năm không được gặp, con ở bên ngoài vô cùng vất vả. Có cái gì, đan dược, bảo bối linh tinh gì không? Mau lấy ra đây. Đồ nhi ở bên ngoài bị người ta bắt nạt đến chết, con muốn báo thù. Vua tàn sát co rúm khóe miệng, thằng nhóc thối, vừa thấy mặt đã đòi nợ sao? Ta thiếu nợ con hay sao? Mọi hành động của con, ta đã nhìn thấy hết rồi. Tên nhóc con đã đi đến hết đạo tàn sát, ở thế giới bên ngoài muốn làm gì thì làm, ai còn dám bắt nạt con nữa? Con không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, khụ khụ, sát sư phụ, làm gì có chuyện đó. Người xem bây giờ tu vi của con mới là võ tôn trung kỳ, các sư tỷ đều là thiên tiên đi. Bây giờ con đang rất cần đột phá, cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hay là thế này đi, người đưa tiểu kim khố cho con xem, con đảm bảo chỉ chọn một vài thứ thôi. Diệp Bắc Minh nghiêm túc nói. Vua tàn sát không ngừng lắc đầu, nhóc con, ta sợ con rồi đấy. Lần trước ta cho con vào tiểu kim khố chọn một ít bảo bối, suýt chút nữa con đã cuỗm hết của ta. Bây giờ, cho dù thế nào ta cũng không thể tin tưởng con được nữa. Vua tàn sát tung hoành vô địch ở bên ngoài. Bây giờ lại lui về phía sau vài bước theo bản năng. Vô cùng sợ sệt. Phì. Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu che miệng cười trộm. Trong thiên hạ này, trừ Diệp Bắc Minh ra, sợ là sẽ không ai có thể làm vua tàn sát lui về phía sau như thế. Ha ha ha. Sát sư phụ cũng có ngày phải sợ hãi. Hừ, đối xử với chúng ta tệ như vậy, lại coi tiểu sư đệ thành bảo bối. Tiểu sư đệ mau đi cướp sạch tiểu kim khố của sát sư phụ đi, lần trước chỉ còn thấy ông ấy tìm được một dược liệu 5.000 năm đấy. Nghe được hai vị sư tỷ nói vậy, ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời, vậy sao? Sát sư phụ, cơ thể con có chút không thoải mái. Đang rất cần một dược liệu 5.000 năm mới có thể chữa khỏi. Vua tàn sát thở dài một tiếng, được rồi, sợ con rồi. Cho con. Ông ta vung tay lên. Một dược liệu 5.000 năm bay đến. Đây là một cây cỏ linh chi màu đỏ. Có tác dụng kinh người. Không ngờ lại có thể bộc phát ra ánh sáng đỏ như lửa ở trong trời đất băng giá này. Độ ấm nóng cháy hòa tan tuyết đọng bốn phía. Thứ tốt. Diệp Bắc Minh trực tiếp thu vào trong tháp càn khôn chấn ngục, để phòng vua tàn sát đổi ý. Đúng rồi sát sư phụ, những sư phụ khác đâu. Đồ nhi cũng nhớ bọn họ muốn chết. Còn phải đi chào hỏi bọn họ. Vua tàn sát tức giận cười mắng, tên nhóc khốn nạn này, đừng tưởng rằng ông đây không biết con đang nghĩ cái gì. Trừ ta ra, các sư phụ khác của con đều đã rời khỏi sơn cốc rồi. Diệp Bắc Minh sửng sốt, cái gì? Rời đi rồi. Vì sao? Vua tàn sát cười nói, còn không phải là do con sao, nếu không phải tên nhóc thối con, chúng ta còn không biết sẽ bị nhốt ở nơi chim không thèm ỉa này bao nhiêu năm nữa. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, nhốt. Vua tàn sát gật đầu, không sai, năm đó 99 người chúng ta thua một cường giả, vì thế liền đi vào nơi này, trấn thủ nơi này. Bây giờ phong ấn đã được giải trừ, đương nhiên chúng ta sẽ rời đi. Diệp Bắc Minh sửng sốt, trong lòng vô cùng trống rỗng, các sư phụ khác đều đi rồi, Dược Vương sư phụ, Kiếm Thần sư phụ, Y Vương sư phụ, Giáo Phụ sư phụ,
Anh vô cùng mất mát, sát sư phụ, người cũng muốn rời đi sao? Vua Tàn Sát thở dài một tiếng, đúng vậy, ta đã ở trong này lâu lắm rồi. Đã đến lúc rời đi. Bắc Minh, thành tựu lớn nhất của các sư phụ là dạy dỗ ra một đồ đệ tốt như con. Ông ta vừa dứt lời. Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, hừ. Các cô đưa hai tay chống nạnh, lần trước người cũng nói với bọn họ như vậy. Khuôn mặt già nua của Vua Tàn Sát đỏ lên, khụ khụ, Bắc Minh cũng đã trưởng thành, không có khả năng được các sư phụ các sư tỷ che chở cả đời được. Chim ưng phải bay lên trời cao, trở thành diều hâu hùng bá một phương. Hồ Dữ phải về núi rừng, trở thành vua của trăm loài thú. Diệp Bắc Minh còn đang vô cùng cảm động. Vua Tàn Sát đã chuyển lời, tốc độ tu võ của con đã sắp vượt qua vi sư thời tuổi trẻ, ngay cả bộ dáng anh tuấn này cũng có một hai phần giống vi sư năm đó. Diệp Bắc Minh co rút khóe miệng. Đậu má! Ngài đúng là không biết xấu hổ. Vua Tàn Sát thở dài, con đã lớn dần lên, mấy lão già chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng, dù sao vi sư cũng phải rời khỏi nơi này. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ ửng, sư phụ, có thể không đi không? Bây giờ ngoại trừ bố mẹ ra thì người thân thiết nhất của anh chính là các sư phụ, sư tỷ. Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu cũng đỏ mắt lên. Vua Tàn Sát vỗ vỗ bả vai Diệp Bắc Minh, Bắc Minh, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ con không muốn ra bên ngoài thế giới nhìn xem sao? Long Quốc quá nhỏ, không chứa được con rồng lớn như con. Côn Lôn Hư cũng chỉ là một dòng sông nhỏ thôi, thế giới bên ngoài mới là sân khấu lớn thực sự. Nếu có một ngày, mấy lão già chúng ta ở bên ngoài nghe được ba chữ Diệp Bắc Minh, chắc chắn sẽ kiêu ngạo nói cho người khác, đây là đồ nhi tốt của chúng ta. Vua Tàn Sát cả đời tu luyện đạo Tàn Sát. Lạnh lùng vô tình. Giờ phút này, ở sâu trong đôi mắt già nua lại có một vẻ dịu dàng thắm thiết. Sống mũi Diệp Bắc Minh chua xót, rưng rưng nước mắt, sát sư phụ, đồ nhi đã biết. Sẽ có một ngày nào đó, tên tuổi của Diệp Bắc Minh nhất định sẽ truyền khắp cả Hoàng Triều Đại Chu. Vua Tàn Sát sửng sốt, Hoàng Triều Đại Chu. Tiếp theo, ông ta ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, đồ nhi ngoan. Một ngày nào đó con sẽ biết Hoàng Triều Đại Chi vẫn còn chưa tính là cái gì. Hả? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Vua Tàn Sát lắc đầu, quên đi, về sau con sẽ biết. Lấy thiên phú của con, ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu gật đầu, sát sư phụ, người có biết tung tích của mẹ con không? Anh có một loại trực giác, sư phụ của mình chắc chắn có biết mẹ mình. Vua Tàn Sát trầm mặc một lát, ta biết. Nhưng chúng ta đã đồng ý với một người về chuyện này, cho nên không thể nói cho con được. Đáp án mà con muốn biết, tự con phải đi tìm. Điều khiến Vua Tàn Sát bất ngờ chính là... Diệp Bắc Minh dứt khoát gật đầu, được, con biết rồi. Vua Tàn Sát kinh ngạc, con không hỏi tiếp à? Diệp Bắc Minh cười, con sẽ không khiến sát sư phụ phải khó xử. Vua Tàn Sát vừa lòng gật đầu, đồ nhi ngoan. Diệp Bắc Minh biết. Việc sát sư phụ rời đi đã không thể thay đổi được, liền hỏi, sát sư phụ, con muốn biết lúc trước là ai phong ấn mọi người ở trong này. Vua Tàn Sát sửng sốt. Đột nhiên, ông ta trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới phun ra một cái tên, người đứng đầu Côn Lôn Hư. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, người đứng đầu Côn Lôn Hư. Vua Tàn Sát trả lời, đúng vậy, người đứng đầu Côn Lôn Hư. Diệp Bắc Minh hỏi, sát sư phụ. Rốt cuộc người đứng đầu Côn Lôn Hư là ai? Vua Tàn Sát nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, một vị cường giả vô cùng đáng sợ, cho dù là vi sư cũng phải thấy không bằng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, người đứng đầu Côn Lôn Hư cường đại như vậy sao? Đúng là rất mạnh. Vua Tàn Sát gật đầu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh không ngừng dao động, người đứng đầu Côn Lôn Hư lại có thể nhốt cả 99 sư phụ ở đây, chẳng phải thực lực nghịch thiên sao? Vua Tàn Sát lại lắc đầu, cũng không phải nghịch thiên, chúng ta bị người này hãm hại. Hãm hại? Diệp Bắc Minh tò mò hỏi. Vua Tàn Sát chủ thở dài một tiếng, chúng ta đánh cuộc thua người này, cho nên mới phải canh giữ ở đây. Nếu không chỉ là Côn Lôn Hư, sao có thể nhốt được chúng ta? Được rồi, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đã có thể an tâm rời đi. Diệp Bắc Minh càng khó hiểu, nhiệm vụ. Vua Tàn Sát cười, bồi dưỡng ra người đứng đầu Côn Lôn Hư tiếp theo. Diệp Bắc Minh ngẩn ra. Tiếp theo, anh giống như nghĩ tới cái gì, khóe miệng co rút, đậu má,
theo ý của sát sư phụ, không phải người đứng đầu Côn Lôn hư tiếp theo chính là con chứ? Không sai. Vua Tàn Sát cười tủm tỉm nhìn Diệp Bắc Minh. Nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng. Diệp Bắc Minh còn muốn hỏi nữa, trong tay Vua Tàn Sát đột nhiên hiện ra một bảo thạch, lấp lánh hào quang. Ông ta khẽ thay đổi sắc mặt, được rồi thằng nhóc thối, thời gian không còn nhiều lắm, ta phải đi đây. Nếu còn vấn đề gì khác, đợi đến khi con nhìn thấy người đứng đầu Côn Lôn hư có thể tự hỏi. Vèo. Tiếp theo. Vua Tàn Sát hóa thành một ánh hào quang đỏ như máu, bay lên không chạy mất hút. Sát sư phụ. Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng, đáng tiếc bóng dáng Vua Tàn Sát đã sớm không thấy rồi. Trên trời cao hàng chục ngàn mét, Vua Tàn Sát nhìn thoáng qua về hướng sơn cốc. Trong đôi mắt già mua hiện ra vẻ lưu luyến, nhiều năm như vậy, đột nhiên phải rời đi, đúng là có chút không quen. Ông ta trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Hai, ta giết chóc cả đời, không sợ bất cứ thứ gì cả, vậy mà giờ phút này lại có vướng bận. Ta còn có thể tiếp tục đi theo đạo Tàn Sát nữa không? Nếu lúc này có thể báo thù thành công, có chết cũng không uổng. Nói xong câu đó, Vua Tàn Sát dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Trong nháy mắt Vua Tàn Sát rời đi. Ở sâu trong một tòa nhà cổ xưa nào đó trong Côn Lôn hư. Một lão già mở mắt ra, vẻ mặt không thể tin được, 99 khí tức kia đều đã biến mất, một người cuối cùng cũng đã đi rồi. Ha 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 ha. Tốt quá, từ giờ trở đi, lão phu ngủ đông nhiều như vậy năm, cuối cùng đã có thể xuất quan rồi. Long đường. Một khí tức màu vàng phóng lên cao. Sao lại thế này? Vô số trưởng lão long đường đều kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy một ngọn núi trong cấm địa phía sau long đường vỡ ra, một bóng người bay ra khỏi đó, ha 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 ha, có thể ra ngoài rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Ta đi đây. Giới phàm tục, Long Quốc, Tổng đàn Điện Huyết Hồn. Từ khi điện chủ Điện Huyết Hồn chiến tử, các đại huyết sứ người thì chết, người thì chạy. Cả Điện Huyết Hồn cộng lại cũng chỉ còn chưa đến 50 người. Kéo dài hơi tàn. Báo. Một huyết sứ Điện Huyết Hồn chạy tới, vô cùng chật vật. Một lão già mở mắt ra, số 15, tình huống thế nào rồi? Huyết sứ số 15 nước mắt nước mũi giàn giụa, Long Đô, Hương Đảo, Giang Nam, Trung Hải. Các phân đà khắp cả nước đều đã phản bội. Sau khi bọn họ biết được điện chủ chết đã đều tự lập môn hộ. Huyết sứ của chúng ta đến đó muốn chỉnh đốn thế lực, lại bị bọn họ giết. Đại trưởng lão. Vất vả lắm ta mới chạy về được. Huyết sứ số 15 xông lên trên, quỳ gối dưới chân đại trưởng lão, hu 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 hu. Đại trưởng lão, điện huyết hồn chúng ta xong rồi. Khuôn mặt già nua của đại trưởng lão trắng bệch, vì sao lại như vậy? Điện huyết hồn đã có hơn 1000 năm lịch sử, chẳng lẽ thật sự phải hoàn toàn diệt vong sao? Phụt, đột nhiên, một cơn đau đớn truyền đến từ bụng đại trưởng lão. Trong tay huyết sứ số 15 xuất hiện một con dao găm, đâm vào trong ngực ông ta. Đại trưởng lão tung một trưởng đánh bay huyết sứ số 15, rít gào một tiếng, số 15, cậu muốn giết lão phu. Phụt! Huyết sứ số 15 đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, ha ha ha, lão già kia, dù sao điện chủ đã chết. Mấy lão già như ông còn kéo dài hơi tàn làm gì? Tất cả mọi người xuất hiện đi. Tiếp theo. Xung quanh đại điện, 30 người trẻ tuổi lao ra. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng, giống như một đám máy móc giết chóc vậy. Khuôn mặt già nua của đại trưởng lão biến sắc, cảm giác được một sự nguy hiểm, mấy người là ai? Một người trẻ tuổi trong đó cười lạnh, tiểu đội sát thần, phụng lệnh của sát thần đại nhân đến diệt trừ dư nghiệt của điện huyết hồn. Xem ra, nơi này chính là tổng bộ cuối cùng của điện huyết hồn. Sau khi giết xong đám người này thì trở về báo cáo kết quả. Vèo. 29 người còn lại lập tức ra tay. Cả tổng đàn điện huyết hồn truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đám dư nghiệt cuối cùng của điện huyết hồn trong nháy mắt đã chết hơn nửa. Cuối cùng chỉ còn lại 20 mấy người và đại trưởng lão đứng cùng một chỗ. Bọn họ vốn dĩ đang bị thương, căn bản không phải đối thủ của tiểu đội sát thần trạng thái toàn thịnh. Ánh mắt đại trưởng lão như muốn nứt ra. Rít gào, số 15, cậu phản bội điện huyết hồn, sẽ không chết tử tế được. Huyết sứ số 15 cười lạnh, đại trưởng lão, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tôi khuyên ông vẫn nên đầu hàng đi. Sát thần đại nhân đã hạ lệnh giết điện huyết hồn,
người đầu hàng có lẽ sẽ có thể được chết nguyên vẹn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, ai dám giết người của điện huyết hồn? Chết đi! Một pho tượng màu đen trong đại sảnh tổng đàn điện huyết hồn ầm ầm nổ tung. Một lão già tóc tai bù xù đi ra từ giữa, sát khí ngập trời và huyết quang bắt đầu khởi động, khí tức khủng bố tràn ngập cả đại sảnh tổng đàn điện huyết hồn. Đám người của tiểu đội sát thần biến sắc đi. Lão già lạnh lùng cười, còn muốn chạy. Ha ha! Ông ta nhấc tay lên, áp chế về phía trước. 30 người của tiểu đội sát thần còn không kịp phản kháng, một cảm giác xé rách đã truyền đến, thân thể trực tiếp nổ tung. Đại trưởng lão vô cùng mừng rỡ, ngài là huyết tổ đại nhân. Bịch bịch! Ông ta trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại trưởng lão khóc lóc thảm thiết, huyết tổ đại nhân, hóa ra là ngài còn sống. Hu 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 hu, cuối cùng ngài đã trở lại. Nếu ngài đến muộn một bước, điện huyết hồn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Ánh mắt lão già lạnh như băng, tôi đã biết tất cả mọi chuyện, nếu bản tổ đã trở về, điện huyết hồn sẽ không thể bị tiêu diệt được. Huyết sứ số 15 biến sắc, ông là huyết tổ. Ông còn sống, sao có thể như thế chứ? Xoay người đào tẩu. Huyết tổ lạnh lùng nhìn qua, người phản bội điện huyết hồn mà còn muốn sống ư. Ông ta vung tay lên. Một huyết khí khủng bố phun ra, hóa thành một cái móng vuốt đỏ như máu túm lấy huyết sứ số 15. Không cần, huyết tổ đại nhân tha mạng. Huyết sứ số 15 vô cùng hoảng sợ. Phập, huyết tổ nắm chặt bàn tay lại, móng vuốt đỏ như máu kia bóp số 15 thành một bãi máu thịt. Trong đôi mắt của đại trưởng lão hiện lên một vẻ hoảng sợ. Huyết tổ nói thẳng, người nào từng dính máu tươi của điện huyết hồn, diệt tộc. Truyền lệnh xuống, trong vòng một ngày, tất cả các thế lực trong giới võ đạo Long Quốc hãy đến điện huyết hồn triều bái bản tổ. Nếu không cũng sẽ bị tiêu diệt chín tộc. Đại trưởng lão kích động đến mức cả người run rẩy, vâng vâng vâng. Có những lời này của huyết tổ, điện huyết hồn sắp phùng lên rồi. Trên đỉnh núi tuyết, Diệp Bắc Minh đứng trước một cái hồ. Cả sơn cốc toàn là băng tuyết, chỉ có nơi này bốn mùa như xuân. Trong hồ có long khí chuyển động, ngưng tụ cùng một chỗ. Diệp Bắc Minh vô cùng bất ngờ, sư tỷ, các chị dẫn em tới nơi này làm gì? Đạm Đài Yêu Yêu cười nói, tiểu sư đệ, xuống thiên chỉ đi. Toàn bộ long khí ở đây đều được chuẩn bị cho em, hãy hấp thu tất cả long khí đi. Diệp Bắc Minh khó hiểu, nếu em hấp thu long khí ở đây, liệu có thể ảnh hưởng đến long mạch hay không? Có thể ảnh hưởng đến long mạch của Long Quốc hay không? Khương Tử Cơ cười giải thích, tiểu sư đệ cứ yên tâm, long khí ở đây chính là long khí chảy ra từ long mạch mỗi ngày. Trước đó ngày nào bọn chị cũng ngâm mình trong thiên trì, long khí đều đã bị bọn chị hấp thu. Trong mấy tháng em xuống núi, bọn chị đã không còn ngâm mình trong thiên trì này nữa. Cho nên, nhìn qua có vẻ có rất nhiều long khí, trên thực tế chính là hội tụ mấy tháng liền. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Anh không hề chần chờ, trực tiếp cởi áo. Đường cong cơ thể rắn chắc đột nhiên hiện ra. Đạm Đài Yêu Yêu che miệng cười trộm, sao tiểu sư đệ không cởi tiếp. Diệp Bắc Minh đỏ mặt, chị Tiểu Yêu, hay là hai người rời đi một chút đi. Ha ha, Đạm Đài Yêu Yêu đưa tay sờ soạng cơ ngực Diệp Bắc Minh một chút, làm sao vậy? Còn xấu hổ sao? Lúc trước em bị thương nặng, đã phải ngâm trong thiên chỉ bao nhiêu ngày? Khi đó em trần như nhộng, là ai giúp em cởi quần áo? Em đã sớm không có bí mật ở trước mặt bọn chị rồi. Diệp Bắc Minh hơi đỏ mặt lên, chị Tiểu Yêu. Bây giờ có thể giống lúc đó được sao? Khương Tử Cơ lắc đầu, yêu yêu, đừng trêu tiểu sư đệ nữa. Để cậu ấy hấp thu long khí xong trước đã, chúng ta đi. Được rồi. Đạm Đài Yêu Yêu có chút thất vọng, nhéo nhéo cơ ngực của Diệp Bắc Minh một cái mới lưu luyến không rời rời đi. Sau khi hai sư tỷ rời đi, Diệp Bắc Minh cởi hết quần áo, trực tiếp nhảy vào bên trong thiên trì. Tiếp theo. Vô số long khí mãnh liệt ùa vào trong cơ thể anh. Bình cảnh võ tôn trung kỳ của anh được phá giải trong nháy mắt. Tiến vào võ tôn hậu kỳ. Tiếp tục. Trước mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời. Long khí tích lũy mấy tháng, quả thật rất khủng bố. Cả người anh lười biếng hưởng thụ cảm giác thân thể được cọ rửa. Xương cốt cả người cũng rung động răng rắc. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, lại thăng cấp, võ tôn đỉnh phong.
Nếu tiến thêm một bước nữa, sẽ có thể tiến vào cảnh giới võ thánh. Thành phố Giang Nam, Diệp Phủ. Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết ở chung rất hòa hợp. Hai người cùng nhau nấu cơm trong bếp, dường như hai cô gái đã có một sự ăn ý với nhau. Đều không nói về quan hệ của mình và Diệp Bắc Minh. Ở trong lòng hai người, có vẻ đều cam chịu sự tồn tại của đối phương. Chu Nhược Dư cười nói, Nhược Tuyết, giúp em lấy vỉ nướng đi. Hạ Nhược Tuyết đeo tạp dề, được, Nhược Dư, không thể tưởng được tài nấu nước của em lại tốt như vậy. Nào có, thật ra cũng bình thường thôi. Chu Nhược Dư cười lắc đầu. Sau khi trở về thành phố Giang Nam, bệnh tình của Lý Hải Hà đã ổn định rất nhiều, tâm trạng của cô ấy cũng tốt hẳn lên. Tinh! Lò nướng truyền đến một tiếng giòn vang. Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng chạy đến mở lò nước ra, một mùi bánh ngọt đập vào mặt, oa, thơm quá. Chu Nhược Dư cười nói, mau nếm thử. Ừm. Hạ Nhược Tuyết ăn một miếng, ánh mắt lập tức sáng ngời, ăn quá ngon, quả thực có thể so sánh với đầu bếp Michelin. Nếu Bắc Minh trở lại, đến lúc đó em làm cho anh ấy ăn, nhất định có thể chinh phục dạ dày của anh ấy. Chu Nhược Dư cười ha hả. Cô ấy đưa tay ra nhéo mặt Hạ Nhược Tuyết. Ba, em chinh phục dạ dày của anh ấy, mà chị đã sớm chinh phục thân thể của anh ấy rồi. Chu Nhược Dư che miệng cười trộm, nếu để em nói, cũng là chị lợi hại hơn một ít. Cô ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, giữa Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết đã xảy ra chuyện gì. Ặc, Hạ Nhược Tuyết lập tức đỏ mặt, không yếu thế nhéo ngực Chu Nhược Dư, em còn quyến rũ hơn cả chị nữa. Đến lúc đó nói không chừng Bắc Minh sẽ không đến phòng chị nữa đâu. A, à, Chu Nhược Dư bị tập kích bất ngờ làm cho sợ tới mức hét lên một tiếng, hay lắm Nhược Tuyết, lại dám đánh lén sao? Xem em đây. Hai cô gái vừa ăn bánh ngọt vừa đùa giỡn. Đột nhiên, một sát khí kinh khủng bao phủ cả phòng bếp. Có sát khí. Hai cô gái đồng thời thay đổi sắc mặt, nhìn về hướng sát khí đánh úp lại. Tiếp theo. Một lực lượng cường đại ập đến, bức tường phòng bếp đại lập tức bị phá hủy. Mảnh vụn bay tứ tung. Phụt, phụt. Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết phun ra một ngụm máu, bị lực lượng khủng bố này đánh bay ra. Phòng bếp vô cùng hỗn loạn. Trong bụi mù đầy trời, giọng nói kích động của đại trưởng lão điện huyết hồn truyền đến, huyết tổ, hai con cá lớn. Hai người này đều là người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Một giọng nói già nua truyền đến, mang về điện huyết hồn. Thông báo cho Diệp Bắc Minh, bảo cậu ta đến tổng bộ điện huyết hồn nhìn xem người phụ nữ của cậu ta chết như thế nào. Mấy huyết sứ của điện huyết hồn vọt vào, bắt Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đi. Gào! Trên bầu trời thiên trì, một con rồng đỏ như máu lao từ trên trời cao xuống, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Anh cảm thấy thân thể của mình như sắp nổ tung. Ngay sau đó, ầm ầm, cả thiên trì chấn động, kiếm đoạn long tự lao tới, lơ lửng ở giữa không trung. Ầm ầm, phần thiên trì diễm cũng xuất hiện, nhiệt lượng khủng bố gần như đun sôi cả nước trong thiên trì. Giờ phút này, kiếm đoạn long và phần thiên trì diễm một trái một phải bảo vệ Diệp Bắc Minh. Gào, lại có thêm một tiếng rồng rít gào, một con rồng đỏ như máu lao ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh, khí thế khủng bố chút xuống. Trong phút chốc, tất cả long khí đều bị hấp thu. Cảnh giới của anh cũng từ võ tôn đỉnh phong tiến vào võ thánh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, tăng 3 cảnh giới nhỏ liên tiếp, có thể mở 3 tầng tháp chấn ngục. Lần trước tôi đã tặng cậu trước một phần thưởng. Theo như điều kiện trao đổi, 2 tầng tháp chấn ngục tiếp theo, cậu sẽ không có phần thưởng. Tầng 11, tầng 12 không có phần thưởng, bây giờ cậu có tiến vào tầng 13 tháp Càn Khôn Chấn Ngục không? Diệp Bắc Minh hơi do dự, có. Long đế không nhìn được mỉa mai nói, giỏi lắm cậu nhóc, tốc độ tăng cấp của cậu cũng nhanh quá rồi đấy. Còn chưa đến một tháng, cậu đã tăng cấp 3-4 lần. Mẹ kiếp, đúng là nghịch thiên, tôi còn nghi ngờ, sau này liệu cậu có đáng sợ hơn cả tôi vào thời kỳ đỉnh phong không đấy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên trả lời, việc này mà còn phải hỏi. Ông vô dụng hơn cậu ta nhiều. Khuôn mặt già của Long Đế tối sầm lại, tiểu tháp, ban đầu khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, ông không có thái độ như này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kiêu kỳ nói, gọi tôi là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh đồng ý niệm. Anh xuất hiện ở tầng thứ 10 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, khu vực thời gian.
Một chiếc cầu thang xuất hiện. Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào tầng thứ 11. Quả nhiên, trống không. Không có phần thưởng nào. Tiến vào tầng thứ 12, vẫn không có phần thưởng. Tiếp tục đến tầng thứ 13. Một cái bục nhỏ xuất hiện trước mặt, bên trên bày một phiến đá màu đen. Trên phiến đá khắc một loạt chữ chi chít. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, võ kỹ thuộc tính lôi, tam thiên lôi minh. Đẳng cấp, không rõ. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghi hoặc, thuộc tính võ kỹ còn có thuộc tính sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đương nhiên, võ kỹ đẳng cấp cao đều có thuộc tính. Đơn giản nhất là 5 thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, ngoài ra, còn có các thuộc tính khá hiếm có khác. Như thuộc tính băng, thuộc tính lôi, thuộc tính phong. Tương ứng với nó, võ giả vừa ra đời cũng mang theo thuộc tính. Đàn ông thông thường là thuộc tính kim, hỏa, thổ, phụ nữ là thuộc tính mộc, thủy. Cho nên, võ giả nữ thường nhỏ yếu hơn võ giả nam. Ông ta bổ sung một câu, học võ kỹ cùng thuộc tính, tốc độ sẽ rất nhanh. Nếu thuộc tính của bản thân tương khắc với thuộc tính võ kỹ, tốc độ sẽ vô cùng chậm. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm gật đầu. Tôi là thuộc tính gì? Cậu là thuộc tính vạn năng. Thuộc tính vạn năng. Đúng thế, có thể tu luyện bất kỳ thuộc tính nào. Tôi lợi hại thế ư? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Không nhiều lời nữa, trực tiếp đến tầng thứ 10 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, học Tam Thiên Lôi Minh. Trong khu vực thời gian, truyền đến âm thanh vang dội như sấm sét. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi sục giống như nước biển, anh chỉ mất một tiếng là đã hoàn toàn ghi nhớ tất cả tâm pháp. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay tấn công một quyền vào hư không, quát lên một tiếng Tam Thiên Lôi Minh. Ầm ầm, không khí chấn động, từ nắm đấm của anh phát ra 10 đường sét đánh, tấn công mạnh về phía trước. Trong không khí truyền đến mùi cháy khét. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen một tiếng, cậu nhóc giỏi lắm, lần đầu tiên học Tam Thiên Lôi Minh, lại có thể phát ra 10 đường sét đánh. Thiên phú của cậu đúng là nghịch thiên. Tam Thiên Lôi Minh, giống như cái tên. Nếu hoàn toàn lĩnh ngộ được, có thể cùng bùng phát ra 3.000 đường sét đánh ầm ầm. Thần cản giết thần. Tam Thiên Lôi Minh. Diệp Bắc Minh lại quát lên một tiếng. 30 đường sét bùng phát ra, khủng bố kinh người. Đột nhiên. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh khẽ biến sắc, nếu có thể kết hợp Long Đế Quyết và Tam Thiên Lôi Minh cùng tấn công, sẽ có hiệu quả thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Một lát sau mới trả lời, không biết, cậu có thể thử xem. Được, để tôi thử xem. Diệp Bắc Minh gật đầu. Vận hành Long Đế Quyết và Tam Thiên Lôi Minh cùng lúc. Gru, một tiếng gầm kinh thiên động địa. Từ trong nắm đấm của anh, huyết long từng bùng phát ra lại hóa thành một con lôi long. Hung hãn đập mạnh vào trong hư không bùng nổ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đôi mắt lóe lên vẻ kích động, sức mạnh thật cường mạnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhả ra hai chữ, biến thái. Nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư. Hai thanh niên một nam một nữ đến trước cổng nhà họ Diệp. Chàng trai trẻ nhìn cổng nhà họ Diệp, vẻ mặt buồn cười, con cháu đời sau nhà họ Diệp lại xa sút như vậy sao? Vậy mà lại trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này. Thổ dân ở nơi này đã rất rác rưởi rồi. Trong những thổ dân rác rưởi này, nhà họ Diệp lại còn là gia tộc nhỏ hạng ba. Thất bại, quá thất bại. Chàng trai lắc đầu. Cô gái bên cạnh cau mày, Dương Tiêu, đây là nhà họ Diệp, cho dù bọn họ sa sút, cũng không đến lượt anh chế nhạo. Dương Tiêu chắp hai tay sau lưng, quận chúa Thiên Thiên, sao cô còn bênh vực nhà họ Diệp? Chẳng lẽ cô thực sự muốn gả cho tên phế vật nào đó nhà họ Diệp? Nghe thấy lời này, vẻ mặt Mộ Thiên Thiên biến sắc, hơi nặng nề. Đúng thế, với tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, bất kỳ ai cũng đều là phế vật. Hoàng đế Đại Chu đã như đèn dầu trước gió, không còn sống được bao lâu nữa. Nguyện vọng duy nhất chính là tìm được con cháu đời sau của nhà họ Diệp, rửa sạch oan ức năm đó của nhà họ Diệp. Để bù đắp, Mộ Thiên Thiên trở thành vật hy sinh mà Hoàng đế Đại Chu ban hôn cho nhà họ Diệp. Bất luận là ai. Thứ nhất, chỉ cần là huyết mạch chi chính của nhà họ Diệp. Thứ hai, trong thế hệ thanh niên nhà họ Diệp người có thiên phú tu võ mạnh nhất thì có thể lấy được Mộ Thiên Thiên. Mộ Thiên Thiên chưa từng gặp người này. Không biết người này có tính cách thế nào. Không biết người này trông như thế nào.
càng không biết người này còn có người phụ nữ khác hay không. Chỉ cần phù hợp hai điều kiện này, cô ta phải gả cho đối phương. Cho dù đối phương là một con heo, một con chó, cô ta cũng phải gả. Mộ Thiên Thiên không cam tâm, cho nên đích thân đến Côn Luân Hư một chuyến. Dương Tiêu cười, quận chúa Thiên Thiên, tôi biết với tính cao ngạo của cô, không thể nào gả cho phế vật nhà họ Diệp. Cho nên, sau đây xem tôi biểu diễn đi. Tôi có thể khiến tên phế vật nhà họ Diệp đó bỏ cuộc. Mộ Thiên Thiên cau mày, Dương Tiêu, anh có ý gì? Dương Tiêu cười đầy ý sâu xa, với thân phận địa vị hiện tại của nhà họ Diệp, chúng ta làm khó bọn họ, chẳng phải chỉ là chuyện động một ngón tay thôi sao? Mộ Thiên Thiên lắc đầu, tôi thà gả vào nhà họ Diệp, cũng không dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Dương Tiêu nhếch miệng cười, sao tôi lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu chứ? Tôi sẽ cho nhà họ Diệp một món lợi ích khó mà tưởng tượng được, khiến bản thân họ từ bỏ việc trở về Hoàng Triều Đại Chu. Đến lúc đó lại bảo tên nhóc nhà họ Diệp đó đích thân viết một bức thư, gửi cho bệ hạ hoàng đế. Bệ hạ sẽ không trách cô, cũng không phải quận chúa Thiên Thiên cô không chịu gả, mà là nhà họ Diệp biết không trèo cao đến quận chúa được. Ánh mắt Mộ Thiên Thiên sáng lên. Đúng thế. Nếu nhà họ Diệp tự từ chối, thì dễ rồi. Dương Tiêu ngạo mạn nói, quận chúa Thiên Thiên, nếu cô gả chồng, thì chỉ có thể gả cho anh trai của tôi. Nếu không phải vì cô là chị dâu tương lai của tôi, cô cho rằng tôi sẽ đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này chắc. Anh trai của Dương Tiêu. Một thiên tài hàng đầu của Hoàng Triều Đại Chu. Chưa đến 100 tuổi đã là chiến thần của Hoàng Triều Đại Chu. Thống lĩnh đại quân hàng trăm hàng ngàn binh sĩ, trấn thủ biên cương. Tuy Mộ Thiên Thiên không có hứng với Dương Thiên. Nhưng so với tên phế vật nhà họ Diệp, rõ ràng Dương Thiên tốt hơn. Dương Tiêu đi về phía cổng lớn nhà họ Diệp. Đột nhiên, một ông lão xuất hiện, khuôn mặt già hơi sầm xuống, hai người là ai? Nếu không phải là người của nhà họ Diệp, mời hai người lập tức rời khỏi đây. Chính là Hàn Bát Chỉ. Ông ta làm theo lệnh của Diệp Bắc Minh, canh giữ nhà họ Diệp. Dương Tiêu hơi bất ngờ, ôi trời! Giọng điệu vô cùng coi thường, là võ thần sơ kỳ. Xem ra nhà họ Diệp cũng không quá tệ mà. Đột nhiên, hắn ta quát một tiếng, gia chủ nhà họ Diệp ra đây gặp tôi. Khí tức cường mạnh ập đến. Giống như một con mãnh hổ xông đến. Khuôn mặt già của Hàn Bát Chỉ tái nhợt, giống như một dãy núi đè lên người. Thụp, trực tiếp quỳ xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Ông ta không dám tin ngẩng đầu, trên tiên thiên, sao cậu có thể trẻ như vậy? Ông ngoại Diệp Nam Thiên dẫn theo đám người nhà họ Diệp chạy ra, thấy Hàn Bát Chỉ quỳ dưới đất. Lập tức cảm thấy không ổn. Dương Tiểu lướt nhìn mọi người một cái, rồi nhìn Diệp Nam Thiên, ông chính là gia chủ của nhà họ Diệp phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Tiêu, đến từ Hoàng Triều Đại Chu. Đồng tử của đám người nhà họ Diệp co lại, Hoàng Triều Đại Chu. Tam Thiên Lôi Minh. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cảm thấy thỏa chí sảng khoái. Từ trong thiên trì mở mắt, võ thánh sơ kỳ, tu luyện Tam Thiên Lôi Minh cũng không tệ. Chỉ trong nửa ngày, đã có thể phát ra 30 đường sấm sét. Nếu kết hợp với Long Đế Quyết, thì sẽ càng mạnh hơn. Bỗng nhiên, rắc rắc, hai tiếng giòn tan vang lên. Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay có thêm hai miệng ngọc bội vỡ nứt. Vẻ mặt anh bỗng biến sắc, không ổn, Nhược Giai và Nhược Tuyết xảy ra chuyện rồi. Soạt, liền sau đó, Diệp Bắc Minh từ trong thiên trì xông ra. A, à, lúc này, bên tai vang lên một tiếng hô kinh hãi. Đạm Đài Yêu Yêu từ một bên xông ra, khuôn mặt ửng đỏ, tiểu sư đệ, đệ sao thế? Diệp Bắc Minh vội mặc áo, tiểu yêu tỉ tỉ, hình như Nhược Giai và Nhược Tuyết xảy ra chuyện rồi. Trên hai miếng ngọc này có tinh huyết của Nhược Giai và Nhược Tuyết. Đệ đặc biệt dùng huyết hồn chú tiến vào trong ngọc bội, để quan sát tình hình của bọn họ. Bây giờ ngọc bội vỡ nứt, chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Liền sau đó, Khương Tử Cơ xuất hiện trước mặt, bọn họ ở đâu? Long Quốc. Diệp Bắc Minh cau mày, vô cùng lo lắng, bọn họ ở Long Quốc thì chắc không có nguy hiểm mới đúng, không ngờ tỷ sơ suất rồi. Hai vị sư tỷ, đệ về Long Quốc trước một chuyến, hai tỷ có đi cùng đệ không? Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu quay sang nhìn nhau.
khẽ lắc đầu, ở đây 2 tỷ còn có vài chuyện cần xử lý cho xong, đợi 2 tỷ xử lý xong rồi tính. Được. Diệp Bắc Minh cũng không có tâm trạng hỏi thêm. Đang định rời đi. Khương Tử Cơ dẫn Diệp Bắc Minh đến trước con đường nhỏ xuống núi, đi từ đường này. Diệp Bắc Minh ngẩn người, đây chẳng phải là con đường khi đệ xuống núi sao? Khương Tử Cơ gật đầu, nơi này có một kết giới, thông đến núi Côn Luân. Đệ rời đi từ chỗ này, không cần đi qua Côn Luân hư, sau khi xuống núi chính là Long Quốc. Diệp Bắc Minh liền hiểu ra. Chẳng trách lúc trước mình từ đây xuống núi. Trực tiếp xuất hiện trong núi Côn Luân. Khiến anh còn tưởng mình học nghệ ở trong núi Côn Luân. Không nói nhiều nữa. Anh men theo đường núi nhanh chóng rời đi. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh xuyên qua kết giới tuyết sơn, cảnh sắc trước mặt bỗng thay đổi, xuất hiện gần một quân doanh của núi Côn Luân. Ai đấy? To gan, dám xông vào khu cấm quân sự. Giơ tay lên. Xung quanh vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó, tiếng còi cảnh báo vang lên. Liền sau đó, mấy chục tướng sĩ xuất hiện, tất cả bọn họ đều mặc trang phục tác chiến của Long Hồn, chĩa súng trong tay với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, là tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.